Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1941. Cả đời họ nịnh nọt hết người này đến người nọ tích lũy tài sản khổng lồ vì muốn để lại cho thế hệ sau của mình. Nhưng mệnh lệnh này của thiên tử có nghĩa là những nỗ lực của nhà họ không chỉ là một thế hệ mà là nhiều thế hệ sẽ đổ sông đổ biển. Cuộc sống sung túc của con cháu nhà họ sẽ không còn được đảm bảo nữa. Không thỏa đáng ư, thiên tử cười khẩy nói, vua Bắc Lương một lòng vì nước, biết rõ sẽ chết nhưng vẫn muốn đến Côn Luân, các ông nghĩ cậu ấy làm thế là vì mình sao? Kế thừa vận mệnh Hoa Quốc không phải giả, nhưng cũng phải có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Chuyến đi này của Tiêu Chính Văn là vì đất nước. Nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ đến lại là đất nước, còn trong lòng các vị ở đây có nghĩ đến đất nước hay không? Trên đời này có một đám người đáng khinh như thế đấy, toàn ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, nhưng lại xem thường những anh hùng có công với nước. Chỉ quan tâm đến túi tiền riêng, toàn một đám xấu xa. Còn phải khiến người có công chết không nhắm mắt, khiến cuộc sống của vợ con người ta không no đủ. Loại người này đúng đáng hận. Người như thế đáng bị trừng phạt. Người đâu, có, hàng trăm cấm vệ ngoài cửa lập tức chạy vào thiên tử các. Thiên tử, hãy suy xét cẩn thận. Các vị trưởng lão cùng đứng lên vội vàng khuyên can. Thiên tử khoát tay với các vị trưởng lão tỏ ý họ yên tâm, sau đó nói với công nhân bên cạnh, công khai những lời vừa rồi của các vị chủ chốt đất nước với người dân thông qua các truyền thông. Để mỗi người dân Hoa Quốc đều nghe được những lời bàn luận của họ, sau đó các nơi chỉ làm một việc, để người dân quyết định sống chết và tài sản của họ. Nếu người dân đều cho rằng những lời các vị quan chức này nói đúng, hợp lý thì sẽ tôi không truy cứu nữa. Ngoài ra, tôi sẽ rút lại tất cả các lệnh ban thưởng cho người thân Tiêu Chính Văn, tự mình xin lỗi với mọi người. Nghe thiên tử nói thế, người phát ngôn trong lãnh đạo của bốn gia tộc lớn đều khiếp sợ. Công khai những lời họ vừa nói với người dân, không cần đến thiên tử giết họ, chỉ riêng người dân Hoa Quốc mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết họ. Thiên tử, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi đồng ý thiên tử sắc phong người thân của Tiêu, Sắc Sược. Thiên tử tức giận quát, đập vỡ miếng ngọc như ý trên bàn. Bộp, một tiếng động vang lên, hàng trăm cấm vệ quân ở ngoài cửa đồng loạt kéo nòng súng. Cạch cạch cạch. Chương 1942. Tiếng lên nòng vang lên, các quan chức phản đối đó sợ đến mức tè trong quần. Đại danh của vua Bắc Lương là thứ mà các ông có thể tùy ý gọi thẳng ra thế sao? Dù vua Bắc Lương gặp nạn nhưng cũng là vương tước do đích thân hai đời thiên tử phong cho, các ông là cái thá gì mà gọi thẳng tên cậu ấy như thế? Thiên tử tức giận như uy lực cuồn cuộn của trời cao, mọi người đồng loạt quỳ xuống, không một ai dám lên tiếng. Thiên tử lạnh lùng nhìn người phát ngôn của bốn gia tộc lớn. Sau đó nói, tôi nghĩ những lời vừa rồi của các vị không phải là lời thật lòng nhỉ. Phải phải, thiên tử nói phải, thật ra chúng tôi thật lòng ủng hộ quyết định của thiên tử chỉ là lúc nãy lỡ lời. Ông lão tóc bạc gây chuyện lúc đầu vội vàng hùa theo nói. Tốt, nói hay lắm, như thế chắc là vì các vị tuổi đã lớn, không thể biểu đạt bằng lời thế nên mới gây ra hiểu lầm, đúng không? Thiên tử híp mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Vâng vâng. Đúng như thiên tử nói, mọi người vội cúi người xuống. Ừ, nếu đã thế thì các vị từ chức về quê đi, để sau này không phải tái phạm lỗi này nữa. Tốn thời gian của mọi người thì đã đành, ngộ nhỡ mất đầu thì khổ. Thiên tử vừa dứt lời, trưởng lão Tông Miếu không khỏi thầm bái phục, đừng nhìn thiên tử trẻ tuổi mà lầm, thủ đoạn đỉnh của chóp đấy. Nhân cơ hội này lặng thầm đuổi hết người phát ngôn trà trộn trong lãnh đạo của bốn gia tộc lớn. Quả là một nước đi cao siêu. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão Tông Miếu đứng dậy nói với cấm vệ quân ngoài cửa, người đâu, đẩy họ ra ngoài cho tôi. Vâng, cấm vệ quân bước đến, vừa định kéo đám quan chức quỳ dưới đất thì thiên tử lạnh lùng nói, đó đều là những người đắc lực của Hoa Quốc, sao có thể đẩy như thế được chứ? Hả, cấm vệ quân nghe thế cũng sửng sốt. Lôi hết ra ngoài cho tôi. Trong vòng 3 ngày, ai không rời khỏi Long Kinh thì tịch thu toàn bộ tài sản. Thiên tử tức giận quát, cấm vệ quân bước đến xách cổ áo, túm cánh tay lôi hơn 20 người ra khỏi Long Các chẳng khác gì đang lôi một con chó chết. Đến lúc này thiên tử các mới yên tĩnh. Tần Hán Quốc nhìn các quan chức bị lôi kéo cũng thở dài. Thiên tử, như thế e là trở mặt hoàn toàn với bốn gia tộc lớn. Giang Vạn Long lo lắng nói.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1943. Sở dĩ thiên tử tức giận như thế là vì bốn gia tộc lớn vươn tay quá dài, quản việc quá rộng, hơn nữa còn quá hiểm ác. Ngay cả các trưởng lão cũng thầm đồng ý với hành động của thiên tử, thậm chí đại trưởng lão Tông Miếu cũng đứng dậy bênh vực đứng về phía thiên tử. Lúc này thiên tử đã không còn đơn độc một mình nữa mà đại diện cho ý chí của cả Hoa Quốc. Lúc này trên mặt đất bị thiêu đốt ở gò đất Côn Luân xa xôi, một khối đen thui hình người khẽ động đậy. 10 phút sau, chỉ thấy khối đen thui hình người đó miễn cưỡng bò dậy, sau đó ngồi trên tảng đá trong suốt óng ánh bên cạnh nôn ra một ngụm khói đen. Phụt, Tiêu Chính Văn nôn toàn bộ vật thể màu đen trong miệng ra, sau đó hít sâu mười mấy hơi mới tỉnh táo. Sau khi cột lửa đó rơi vào người, anh hoàn toàn mất đi ý thức, thậm chí anh còn không biết mất bao lâu thì anh mới tỉnh lại từ cơn mê man. Dùng sức gạt bỏ hết bụi than đen trên người, lúc này Tiêu Chính Văn mới nhận ra cơ thể mình đã có sự thay đổi về chất. Có lẽ là vì trải qua lễ rửa tội của Lôi Hải nên làn da toàn thân đều trở nên sáng bóng. Cả người từ trên xuống dưới đều có một luồng sức mạnh vô tận. Hơn nữa anh chỉ hơi siết nắm đấm, từ trường xung quanh cũng dịch chuyển theo. Từng luồng sấm chớp đan xen lấp ló giữa các đám mây trên bầu trời. Rõ ràng thực lực của Tiêu Chính Văn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của cảnh giới thiên vương. Hơn nữa vì trải qua lễ rửa tội của Lôi Hải, Tiêu Chính Văn đã có lĩnh hội sâu sắc hơn với trận pháp. Tim rồng xích long và tim rồng kim long trong người cũng mãnh liệt hơn với cảm ứng của Tiêu Chính Văn. Hóa ra đây mới là tai nạn phải trải qua trước khi dung hợp tim rồng bạch long. Không có nạn này thì không ai có thể đạt được hiểu biết sâu sắc về từ trường và trận pháp. Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chính Văn mới đứng dậy. Lúc này thi thể của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều đã bị phong bế trong quan tài bằng kính. Sau khi nung nóng ở nhiệt độ cực cao, những mảnh đá vỡ vụn tan chảy trên mặt đất trở nên trong suốt, vô cùng rắn chắc. Nhìn Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều bị phong bế dưới lòng đất, Tiêu Chính Văn không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Ông Nhạc, bà Đinh, xin hãy nhận ba lạy của Tiêu Chính Văn. Dứt lời, Tiêu Chính Văn quỳ xuống đất, lạy ba lạy với thi thể của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều. Chương 1944. Tiêu Chính Văn quỳ lạy thi thể hai vợ chồng Nhạc Trung Kỳ một lúc mới đứng lên tiếp tục đi vào sâu hơn. Băng qua khu vực Lôi Hải rồi tiếp tục đi về trước không đến 3 cây số nữa, Tiêu Chính Văn cảm nhận được sự sống dồi dào. Đất đá và cát màu xám cho xung quanh dần biến mất, phía trước xuất hiện một rừng cây lớn, hơn nữa hàng trăm loài thú đang chen chúc giữa rừng cây, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Quả nhiên như Nhạc Trung Kỳ đã nói, càng đi về phía lăng mộ của Đế Tuấn thì càng cảm nhận được sự sống. Tim rồng bạch long thiên về sinh tử. Lúc nãy đi ngang qua Lôi Hải, Tiêu Chính Văn đã trải qua cái chết, mà lúc này mọi thứ trước mắt đều là sự sống. Sự lặp đi lặp lại của sinh tử mới là sự bắt đầu của luân hồi. Lúc này Tiêu Chính Văn nhớ lại quá trình mình đi đến đây, sự sống và cái chết đan xen lẫn nhau dường như đang đưa đến một thông điệp nào đó cho Tiêu Chính Văn. Chỉ là Tiêu Chính Văn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong chốc lát, chỉ có một khái niệm rất mơ hồ thôi. Nói đến cũng thấy lạ, trong gò đất Côn Luân dường như không phân biệt ngày và đêm. Tính thời gian thì lúc này hẳn đang ở ngưỡng mặt trời lặn, nhưng trong gò đất Côn Luân lại vẫn sáng như ban ngày. Ánh mặt trời chiếu rọi thiêu đốt mặt đất, xung quanh chẳng hề có lấy một ngọn gió, môi trường khắc nghiệt này cũng khiến gò đất Côn Luân trở nên vô cùng kỳ quái. Mãi đến vài tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chính Văn lại băng qua một ngọn núi, một cung điện vô cùng nguy nga hiện ra trước mắt. Cung điện này đều được xây bằng đá cao vài mét, mặc dù trải qua thử thách của 5 tháng nhưng cũng không khó để nhận ra năm đó cung điện này huy hoàng đến mức nào từ lớp vàng son còn sót lại trên tường và trong đại điện. Tiêu Chính Văn không do dự bước vào trong đại điện. Vừa bước vào đại điện, một luồng khí lạnh ập đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Đây là tử khí thật sự, đó là sự lạnh lẽo bắt nguồn từ tận đáy lòng của con người, cũng là nỗi sợ hãi với cái chết. Đi qua điện trước, trên tường có khắc rất nhiều chữ triện thời xa xưa. Chữ viết trên đó khác hoàn toàn với chữ viết hiện nay. Cũng may chữ viết này không khác gì chữ trong Thiên Sơn Thư Lục nên Tiêu Chính Văn vừa đọc vừa thầm cảm thấy ngạc nhiên. Trên này lại ghi chép những chuyện xưa giữa vua Thuấn và vua Nghiêu.
hóa ra việc nhường ngôi mà mọi người thường nói không hề tồn tại. Năm đó vì tranh giành ngôi vị mà vua Thuấn đã bảo người nhốt vua Nghiêu vào một nơi hoang vu không người, ngay cả người nhà của vua Nghiêu cũng bị chết đói ở đó. Sau đó vua Thuấn mới thuận lợi lên ngôi. Nhưng vua Thuấn không phải là vị vua hiền đức gì, sở thích của cụ ta là giết người mua vui. Từng có một lần cụ ta giết hàng nghìn người chỉ vì muốn xem xác chất như núi, máu chảy thành biển trong thời cổ đại là cảnh tượng thế nào. Chương 1945. Sau đó vì nghi ngờ người phụ trách về vấn đề lũ lụt lúc đó là thân cận của vua Thuấn nên đã tìm cớ chém người này. Một người hầu bên cạnh cụ ta chính là Vũ, vua Thuấn biết rõ Vũ không giỏi việc trị thủy, còn bảo cụ ấy phụ trách vấn đề lũ lụt, ẩn ý rất rõ ràng là muốn giết luôn cả Vũ. Nhưng cuối cùng Vũ đã ra tay giết cả nhà Thuấn trước, còn nấu người nhà của cụ ta thành một nồi canh thịt, sau đó chia cho mọi người ăn. Dựa vào việc đó để đoàn kết mọi người lại, ủng hộ cụ ấy lên ngôi nắm quyền. Đọc hết nội dung này, Tiêu Chính Văn cũng giật mình. Xem ra mọi chuyện không tốt đẹp như trong sách sử miêu tả. Tranh đấu của loài người đã có từ thời cổ xưa và chưa từng dừng lại, hơn nữa càng đẫm máu hơn so với bây giờ. Sau khi đi qua hành lang dài, Tiêu Chính Văn mới đến lăng tẩm bên trong. Nhưng kỳ lạ là bên trong không hề có quan tài mà chỉ có một đàn tế rỗng. Xung quanh bàn tế đều là đường hầm rộng khoảng một tấc, cuối cùng chính giữa đàn tế là một hình vẽ cá âm dương cực lớn. Ngay phía trên cá âm dương có một cái hộp được làm bằng bạc dài khoảng một thước, xung quanh chiếc hộp không hề có khóa nhưng lại được treo giữa không trung. Ngay khi Tiêu Chính Văn bước lên đàn tế cực lớn bắt đầu tự động dịch chuyển như người máy. Từng tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, cát bụi rơi xuống từ các khe nứt của tảng đá trên đỉnh đầu. Tiêu Chính Văn chưa kịp định thần lại thì chiếc hộp bạc đó bỗng phát ra tiếng động. Cạch cạch, như thể tiếng bánh răng kim loại chuyển động. Rắc, bỗng một tiếng rõ to vang lên, sau đó cả chiếc hộp bạc rơi ra. Đàn tế tối đen bỗng được chiếu sáng như ban ngày. Khi Tiêu Chính Văn ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy một luồng sáng trắng cực kỳ chói mắt xuất hiện ở nơi đặt cái hộp bạc lúc nãy. Cho dù bình thường thị lực của Tiêu Chính Văn rất tốt cũng không thể nhìn thấy món đồ bên trong thông qua ánh sáng trắng đó. Lẽ nào đây chính là tim rồng Bạch Long? Lòng Tiêu Chính Văn hơi trùng xuống. Khẽ nhíu mày nhớ lại ghi chép về tim rồng Bạch Long trong Thiên Sơn Thư Lục. Dung hợp tim rồng Bạch Long khác hoàn toàn với dung hợp các tim rồng khác, vì thật ra tim rồng Bạch Long là biểu tượng của sinh tử. Mà tim rồng bất tử hàng nghìn năm chính là sự sống. Thế thì người muốn dung hợp tim rồng Bạch Long chính là cái chết. Kết hợp sự sống và cái chết mới có thể dung hợp một thể với tim rồng Bạch Long. Vấn đề là điều kiện này quá khắt khe. Vầng sáng màu trắng chiếu rọi cả đàn tế, hình vẽ cá âm dương cũng bắt đầu dịch chuyển. Chương 1946. Tiêu Chính Văn như cảm nhận được có thứ gì đó đang gọi mình. Thịch thịch thịch, Tiêu Chính Văn gần như có thể nghe rõ mỗi một tiếng tim đập của mình. Nhìn đàn tế dưới đất, Tiêu Chính Văn nhíu mày, mối liên hệ giữa sinh tử tuyệt đối không đơn giản như bản thân tự sát. Mỗi một khe rãnh trên mặt đất đều dẫn đến cá âm dương đang xoay tròn. Còn một mặt trong đó của cá âm dương đã biến thành màu trắng. Một mặt khác chắc là màu đỏ. Màu đỏ là màu của máu. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn rút con dao quân đội năm cạnh ra đâm vào cổ tay mình. Nhưng ngay sau đó ngay cả Tiêu Chính Văn cũng sững sờ. Keng, sau khi con dao quân đội năm cạnh đâm vào cổ tay lại phát ra tiếng va chạm của kim loại, Tiêu Chính Văn không khỏi nhìn cổ tay của mình. Chỉ thấy con dao quân đội năm cạnh đâm ra có một điểm màu trắng trên cổ tay. Đừng nói là chảy máu, ngay cả da cũng không bị đâm thủng. Hả, Tiêu Chính Văn không ngờ cơ thể mình lại có sự thay đổi lớn đến thế, lẽ nào là vì thử thách của lôi hải đó sao? Đúng lúc này, một luồng sáng trắng chiếu thẳng lên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Nói đến cũng thấy kỳ lạ, khi luồng sáng đó chiếu xuống, quanh người Tiêu Chính Văn bắt đầu chảy máu. Đúng thế. Từng giọt chảy ra, hơn nữa còn rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, những giọt máu đó như có thêm sinh mệnh lăn vào khe rãnh bên cạnh rồi chảy vào cá âm dương ở chính giữa như sông chảy ra biển. Máu trong người tuôn ra không ngừng, Tiêu Chính Văn dần mất đi ý thức, ngất trên đàn tế. Cùng lúc đó luồng sáng trắng trong không trung kia lập tức biến thành hai màu trắng đen, không ngừng lưu chuyển trong không trung.
Đến khi cá âm dương ở chính giữa đàn tế xoay nhanh hơn, không phân biệt được ranh giới trắng và đỏ nữa thì vầng sáng đen trắng đó mới rơi trên ngực Tiêu Chính Văn, không biết qua bao lâu, Tiêu Chính Văn mới từ từ mở mắt ra. Lúc này trong đại điện lại trở nên tối đen như trước đó, luồng sáng màu trắng cũng biến mất không thấy đâu. Máu chảy vào trong đàn tế cũng không thấy tung tích. Đàn tế cổ này như thể chưa từng được khởi động. Tiêu Chính Văn hít sâu rồi đứng dậy. Nhưng anh vừa đứng lên thì cảm nhận được chút khác thường, dường như mọi thứ xung quanh đều nằm trong cảm nhận của anh. Chuyện này là sao đây? Chương 1947. Tiêu Chính Văn cảm nhận được cảm giác bất thường nên vội vàng đứng dậy. Vù, xung quanh đàn tế lập tức dâng lên một trận gió xoáy, mà tất cả những gì xung quanh, bao gồm cả ngọn núi Côn Luân gần như đều ở trong cảm nhận của Tiêu Chính Văn. Giống như anh chính là người thống trị của đất trời nơi đây, mỗi một cú đấm hay cú đá của anh đều có thể dung hợp chặt chẽ với đất trời. Thiên thần, đây là ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Chính Văn. Vào lúc anh nắm tay thêm lần nữa, một luồng sức mạnh cuộn trào sục sôi dâng lên trong cơ thể. Giống như thế gian này không gì có thể ngăn cản anh được nữa. Loại cảm giác đó khiến cho tâm trạng của Tiêu Chính Văn khẽ dao động. Sau khi dung hợp trái tim rồng Bạch Long, anh đã đột phá rồi sao? Lúc Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn lên, nhãn lực của anh đã đạt đến cực điểm, thậm chí có thể nhìn xuyên qua đại điện bằng đá cao mấy chục mét, thấy ánh hào quang trên bầu trời. Dấu hiệu của cảnh giới thiên thần. Dựa theo những ghi chép bên trong Thiên Sơn Thư Lục, cứ mỗi khi có người đột phá lên cảnh giới thiên thần thì trên bầu trời sẽ xuất hiện hào quang. Hơn nữa còn vắt ngang bầu trời, thứ đang ở trước mắt anh hiện giờ chính là loại hào quang tuyệt đẹp đó. Mẹ, mẹ mau nhìn kìa, đó là Phật quang. Bên trong thành phố Thiên Phủ, một cô bé chỉ lên vầng hào quang trên bầu trời rồi hô lên. Nhìn theo hướng ngón tay của cô bé, rất nhiều người đều trông thấy Phật quang trong truyền thuyết. Ôi chao, quả nhiên là Phật quang, Bồ Tát hiển linh rồi. Mau quỳ xuống khấu đầu, ban ngày ban mặt sao lại xuất hiện Phật quang chứ? Có người quỳ xuống khấu đầu, có người nghi hoặc trong lòng. Thế nhưng cảnh tượng này đã thu hút vô số ánh mắt chú ý. Ở Âu Lục xa xôi, bên trong một căn đại điện, một ông lão tóc trắng đang quan sát tư liệu video truyền về từ các nơi trên thế giới. Khi cụ ta nhìn thấy vầng hào quang đó thì ánh mắt hơi đờ ra. Hoa Quốc lại xuất hiện thêm cường giả thiên thần sao, trên núi Olympus. Một ông lão già nua tóc trắng nhìn về phía Hoa Quốc bằng ánh mắt trầm tư. Ban nãy, vầng hào quang vắt ngang đường chân trời đã nói lên rằng lại có thêm cường giả thiên thần mới chào đời. Chương 1948. Cảnh giới thiên thần là đường ranh giới giữa thánh và phàm. Ở bên dưới cảnh giới thiên thần, bất luận có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là hạng tôm tép. Bên trên cảnh giới thiên thần, mặc dù vẫn còn rất nhiều tầng cảnh giới. Thế nhưng cảnh giới thiên thần mới là ngưỡng cửa thông tới nấc thang cao hơn. Bên trong căn phòng bí mật của Võ Thần Tông. Trong lòng Võ Thí Thiên đột nhiên cảm thấy kinh hãi, trợn trừng hai mắt nghi hoặc nói, là ai? Là ai vừa đột phá lên cảnh giới thiên thần? Khoảng cách tới loại cảm ứng này càng gần thì càng mãnh liệt hơn. Mỗi một cường giả ở cảnh giới thiên thần vào lúc vừa mới đột phá đều sẽ có một loại sóng năng lượng. Chỉ có cường giả ở cảnh giới thiên vương 4 sao trở lên mới có cảm giác kinh động này. Người bình thường căn bản sẽ không có bất cứ cảm giác nào. Võ Thí Thiên vẫn luôn cho rằng bản thân là người duy nhất có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần trong vòng cả trăm năm nay của Hoa Quốc. Thế nhưng thật không thể ngờ vào lúc mà ông ta vẫn chưa dung hợp được trái tim rồng Hắc Long thì đã có người đi trước một bước, đột phá lên cảnh giới thiên thần mất rồi. Rắc rắc rắc, Võ Thí Thiên siết chặt nắm đấm. Ánh mắt không cam tâm nhìn trái tim Hắc Long đang treo cách đỉnh đầu 1/3 mét. Dù có phải chết thì tôi cũng thề sẽ dung hợp được trái tim rồng Hắc Long. Tôi mới là con cưng của trời. Võ Thí Thiên nghiến răng, phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ trong lòng. Lúc này, Độ Thiên Chân Nhân đang ẩn cư bên trong vùng núi sâu cũng cảm nhận được sự kinh động y như thế. Là chủ thượng, Độ Thiên Chân Nhân mở to hai mắt, gương mặt già nua lộ ra một nụ cười vui vẻ. Xem ra quyết định ban đầu của mình là đúng. Từ xưa đến nay, số người đột phá lên được cảnh giới thiên thần nhiều không kể xiết. Thế nhưng người có thể đạt tới cảnh giới thiên thần khi mới chỉ hơn 20 tuổi thì xưa nay chưa từng có. Nghĩ tới điểm này, Độ Thiên Chân Nhân chậm rãi đứng dậy,
lấy một túi vải rồi thong thả sải bước xuống núi. Lúc này, mặc dù Độ Thiên Chân Nhân vẫn chưa đột phá lên cảnh giới thiên thần, thế nhưng khoảng cách tới cảnh giới đó cũng chỉ còn nửa bước mà thôi. Chỉ là cụ ta vẫn chưa thể lĩnh hội được rõ ràng cái gọi là thiên và đạo, còn đối với trận pháp, Độ Thiên Chân Nhân cũng đã có chút nhận biết của riêng mình. Sau khi cụ ta điều động từ trường trong cơ thể, dưới chân giống như dâng lên hai luồng gió xoáy, nhìn bước chân thì có vẻ chậm rãi bình thản, thế nhưng lại nhanh như gió bão. Chương 1949. Lúc này, ở Côn Luân, Tiêu Chính Văn chậm rãi bước ra khỏi đại điện, cứ mỗi khi chiếc giày chiến đấu của anh chạm xuống mặt đất, những nơi ban nãy bị nhiệt độ cao của lôi hải dung hòa thành thủy tinh lập tức dâng lên tầng tầng sóng gợn. Giống hệt như đi trên mặt nước. Tiêu Chính Văn đi tới trước thi thể của hai vợ chồng Nhạc Trung Kỳ, khom lưng xuống đất thật sâu, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bi thương. Nếu như có thể luân chuyển sống chết, anh thà quay ngược thời gian chứ tuyệt đối sẽ không để cho hai người đi cùng với mình. Lau đi những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Tiêu Chính Văn lại ưỡn thẳng ngực rồi sải bước đi xuống núi. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, bên cạnh thi thể của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều bất chợt mọc lên hai đóa hoa nhỏ màu vàng, mà mặt đất giống như quan tài thủy tinh cũng xuất hiện một vết nứt. Bước chân của Tiêu Chính Văn nhanh như gió, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã trở về khoảng sân nhỏ khi trước. Lúc này, bên trong khoảng sân sớm đã chẳng còn bóng người, ngay cả Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long cũng không rõ tung tích. Tiêu Chính Văn dừng lại trong khoảng sân nhỏ một lát rồi đi xuống núi Côn Luân. Lúc này, từ trên xuống dưới Hoa Quốc đều đang chìm trong những tiếng than khóc bi thương. Muôn dân của Hoa Quốc, không ai là không khắc ghi trong lòng công lao của Tiêu Chính Văn. Vào ngày lập mộ cho Tiêu Chính Văn, hàng trăm nghìn người dân của Hoa Quốc cùng đổ xuống đường để tiễn đưa anh. Rất nhiều binh lính quân Phá Long, tay ôm súng ống, hai mắt ngấn lệ, đứng thẳng tắp hai bên đường dẫn tới đế lăng. Quan văn quan võ phân thành sáu hàng dài cùng tiến về phía bên cạnh phần mộ. Lúc này, thiên tử ngồi trên xe, tay đỡ lấy một cái quan tài rất lớn, phía trước chính diện quan tài có dán di ảnh của Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan cố nén bi thương, ngồi ngay sau thiên tử, trước ngực đeo một bông hoa bằng giấy màu trắng tinh khiết. Nghiêm, soạt, quân đội hai bên đồng loạt đứng thẳng, ánh mắt không liếc ngang dọc mà chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Lên nòng đại bác, tiễn đưa anh hùng, Liễu Thanh mặc soái bào trên người, lớn tiếng hô lên. Đoàng đoàng đoàng, 100 loạt đại bác rền vang khắp trời, chấn động cả núi Đế Lăng. Đoàn xe chậm rãi tiến vào quảng trường phía trước núi Đế Lăng, thiên tử bước xuống xe với vẻ mặt đau lòng, đi tới chính giữa quảng trường, cao giọng nói, hôm nay bản quân tổ chức lễ an táng cho Tiêu Chính Văn tại nơi này với nghi lễ quốc quân, mong quân vương các triều đại của Hoa Quốc chứng giám. Hoa Quốc lớn mạnh, anh hào xuất hiện, từ khi nhập ngũ tới nay, Tiêu Chính Văn đã lập được những chiến công hiển hách, bảo vệ Hoa Quốc, bảo vệ muôn dân. Chương 1950. Hơn 10 phút trôi qua, bản cáo phó được đọc xong, cả núi Đế Lăng sớm đã vang vọng những tiếng khóc than. Tiếng khóc của hàng trăm nghìn người dân giống như đang xin trời cho Tiêu Chính Văn ở lại. Hàng nghìn chiến sĩ quân Phá Long từng tắm máu vào sinh ra tử cũng nghiến chặt răng, thế nhưng không có cách nào ngăn cản cho nước mắt không tuôn rơi. Mấy người Long nhất tay đỡ quan tài, nước mắt sớm đã thấm ướt vạt áo. Liễu Thanh đưa tay lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn đặc hô lên, nâng linh cữu. Lời này vừa thốt ra, ngay cả thiên tử đang đứng quay lưng lại với mọi người đứng trước núi Đế Lăng cũng hơi run lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Thiên tử, xin hãy nén bi thương. Đại trưởng lão Võ Tông lập tức tiến lên trước đưa cho thiên tử khăn lụa, nhẹ giọng khuyên nhủ. Thiên tử nghe xong, nhận lấy khăn tay, quay đầu nhìn về phía Khương Vi Nhan đang đi theo quan tài cùng tiến về phía khu mộ núi Đế Lăng. Bất luận tính cách của Khương Vi Nhan có kiên cường tới mức nào, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ vừa mới mất chồng. Nghe thấy tiếng khóc bi thương của Khương Vi Nhan, thiên tử vội vàng quay đầu lại nói với đại trưởng lão, nếu như trong võ tông có động tĩnh khác thường thì lập tức dùng thủ đoạn mạnh tay chân áp. Đại trưởng lão hơi ngơ ngác, sau đó lập tức hiểu ra dụng ý của thiên tử. Sau khi phát tang cho Tiêu Chính Văn, khó mà đảm bảo được những kẻ đã từng kết thù chuốc oán với Tiêu Chính Văn bên trong võ tông sẽ không tìm tới cửa. Tôi hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không để cho trung thần ôm hận nơi chín suối. Đại trưởng lão gật đầu nói,
ánh mắt ngập tràn vẻ kiên định. Lúc này, trong Dược Vương Cốc, tất cả trưởng lão đang xem truyền hình trực tiếp, cũng không khỏi thở ngắn than dài. Tuy Dược Vương Cốc và Tiêu Chính Văn có thù oán, nhưng cả đời Tiêu Chính Văn làm người quang minh lỗi lạc, khiến ai cũng thấy kính nể. Hai, đời này của vua Bắc Lương thật quá ngắn ngủi, nếu như cho cậu ta thêm 10 năm nữa thì chắc sẽ không đến nỗi rơi vào bước đường chết không thấy xác. Nhiệt độ cao hơn mấy chục ngàn độ, ai mà chẳng biến thành hơi nước. Nhưng có thể được an táng di vật ở núi Đế Lăng cũng coi như là một loại đặc ân. Mấy vị trưởng lão sôi nổi bàn luận. Chỉ có ngũ trưởng lão dùng ánh mắt thâm sâu nhìn màn hình chằm chằm, nói, theo như tôi thấy, không đến mấy ngày nữa, người võ tông sẽ đánh đến tận cửa. Dược Vương Cốc chúng ta lúc trước đứng cùng chung trên một con thuyền với Tiêu Chính Văn, bây giờ có nên tính toán con đường khác hay không? Lời này của cụ ta nhanh chóng khiến mọi người chú ý. Ông Ngũ, cho dù ông từng thua trong tay Tiêu Chính Văn, nhưng cũng không nên nói mấy lời như vậy khi hài cốt người ta còn chưa nguội lạnh chứ. Chương 1951. Đại trưởng lão hơi nhíu mày. Trong võ tông, lợi ích là lớn nhất, nhưng dù sao thì cũng phải có mặt mũi mới được. Tiêu Chính Văn vừa mất mạng, Dược Vương Cốc đã vạch rõ giới hạn với Tiêu Chính Văn, nếu bị truyền đi thì rất mất mặt. Sẽ vô cùng tổn hại danh dự của Dược Vương Cốc, tôi cũng không phải vì ân oán cá nhân, mà là vì toàn bộ Dược Vương Cốc chúng ta, Đoàn Hải Long, nhà họ Viên và nhà họ Đông Phương, những người này thì tạm thời không nói. Nhưng nhà họ Trương, Thiên Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn, mấy người này sẽ bỏ qua cho Tiêu Chính Văn sao? Bên nào chúng ta cũng không đắc tội được, trước đây người ta không dám động đến nhà họ Tiêu là bởi vì có Tiêu Chính Văn và Nhạc Trung Kỳ. Nhưng tôi nghe nói, vợ chồng Nhạc Trung Kỳ cũng đã chết. Hơn nữa, đã có người dùng trực thăng để chụp lại ảnh thi thể của hai vợ chồng họ. Cái gì, mấy vị trưởng lão đang ngồi bỗng lộ vẻ kinh hãi. Nhạc Trung Kỳ chết rồi ư, đây là một tin tức động trời. Tiêu Chính Văn có thể đối kháng với Thiên Sơn, đánh với nhà họ Trương cũng là nhờ người này. Môn chủ, ý ông thế nào? Đại trưởng lão nói, nghiêng đầu nhìn Dược Sư Hoàng. Dược Sư Hoàng vẫn luôn im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm cảnh tượng trên màn hình, khẽ lắc đầu, mọi việc, phải cẩn thận. Các ông cũng không suy nghĩ thử, ngay cả thi thể của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều cũng có tung tích, vậy thi thể Tiêu Chính Văn ở đâu? Nếu nói là bốc hơi trong nhiệt độ cao thì càng vô căn cứ. Chẳng lẽ thi thể vợ chồng Nhạc Trung Kỳ không bị đốt trong nhiệt độ cao ư? Tại sao không bốc hơi? Bởi vì bọn họ chết, còn Tiêu Chính Văn thì chưa chắc. Mọi việc phải nhìn bằng mắt mới là thật, thậm chí có nhiều lúc, ngay cả tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, một khi Tiêu Chính Văn chưa chết, Dược Sư Hoàng đang nói lại chợt nghiêng đầu nhìn về phía vệt sáng mở nơi chân trời. Nửa câu sau cũng không cần cụ ta nói nhiều thêm nữa. Nếu Tiêu Chính Văn chưa chết thì giờ phút này, Tiêu Chính Văn chính là cao thủ duy nhất đột phá cảnh giới thiên thần trong cả trăm năm nay. Tìm vợ Tiêu Chính Văn tính sổ ư, đúng là nhảy vào hố lửa, đa mưu túc trí như Dược Sư Hoàng sao có thể phạm vào sai lầm cấp thấp này chứ? Chương 1952. Môn chủ nói đúng lắm, hôm qua, thiên tử đã phái một đội người ngựa lớn để đi tìm thi thể của Tiêu Chính Văn, nhưng đáng tiếc cho dù mây mù tan đi cũng không tìm thấy gì. Điều này chứng tỏ Tiêu Chính Văn chưa chắc đã chết, nhưng nấm mồ chôn di vật này cũng khiến cho lòng người ngứa ngáy không yên. Đại trưởng lão nói đến đây, trên mặt lộ vẻ tiến thoái lưỡng nan. Đám người Đoàn Hải Long nếu không sợ chết thì sẽ đi tìm vợ Tiêu Chính Văn gây chuyện, chúng ta tuyệt đối không được tham gia, nếu có người dám đến Dược Vương Cốc quấy rối thì tôi sẽ cho bọn họ nếm thử thủ đoạn của mình. Dược Sư Hoàng nói xong, phất ống tay áo, xoay người rời khỏi phòng khách. Người bình thường chỉ biết, y thuật của Dược Sư Hoàng vô cùng cao siêu, không ai sánh bằng. Nhưng rất ít người biết. Dược Sư Hoàng cũng là một cường giả cảnh giới thiên vương chân chính, hơn nữa, thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu so với võ thí thiên. Cho dù đích thân Đoàn Hải Long tới thì cũng chưa chắc chiếm được ưu thế khi giao đấu với Dược Sư Hoàng. Tất cả mọi chuyện quả nhiên giống như Dược Sư Hoàng đã dự tính từ trước. Khi biết tin Tiêu Chính Văn đã chết, cả nhà họ Trương lẫn Đoàn Hải Long đều không mảy may sợ hãi. Dù Tiêu Chính Văn đã chết nhưng vợ con Tiêu Chính Văn vẫn còn sống. Người nhà họ Trương đương nhiên không thể chết một cách vô ích được, việc Đoàn Hải Long chịu nhục trước mặt nhiều người cũng không thể cứ thế cho qua.
Nhạc Trung Kỳ còn sống thì đương nhiên bọn họ không dám tùy tiện gây sự với Tiêu Chính Văn. Nhưng nghe lời đồn, Nhạc Trung Kỳ cũng chết ở núi Côn Luân, vậy thì đã không còn bất kỳ mối lo về sau nào nữa. Đám người ông Lư tích cực đi khắp nơi liên lạc với các thế lực. Hoa Sơn và Hằng Sơn cũng tích cực hưởng ứng. Chỉ cần Khương Vi Nhan vừa về tới Giang Trung, bọn họ sẽ đến tìm Khương Vi Nhan để đòi công bằng ngay lập tức. Nhìn bề ngoài, cả Hoa Quốc trông vẫn như bình thường, nhưng trên thực tế, những cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Trong bốn gia tộc lớn, nhà họ Đông Phương và nhà họ Viên kết thủ oán sâu nhất với Tiêu Chính Văn, ngay lúc này, bọn họ cũng không kiềm chế được. Gia chủ, theo tôi biết, ông Lư và Liên minh võ thuật đã liên hệ với mười mấy tông môn, định đến nhà Tiêu để đòi công bằng, chúng ta có nên chuẩn bị bắt tay với ông ta không? Viên Sùng Long nhìn người đang nói chuyện, khẽ gật đầu, cho dù ông không nói thì thù của nhà họ Viên chúng ta cũng không thể cứ thế cho qua. Tiêu Chính Văn, khi mày còn sống đã làm tổn hại không biết bao nhiêu mạng người nhà họ Viên tao, nay mày đã chết rồi thì đừng trách lòng dạ chúng tao độc ác. Nói xong, Viên Sùng Long nhìn người kia, Viên Sùng Hổ, ông đại diện cho nhà họ Viên chúng ta đến Giang Trung, đòi lý lẽ với Khương Vi Nhan đi. Chương 1953. Nhớ, cho dù thế nào cũng không được để cho con trai của Tiêu Chính Văn sống sót. Phải nhổ cỏ tận gốc. Rõ, Viên Sùng Hổ đứng dậy đáp. Gia chủ, vậy, Khương Vi Nhan thì sao? Sau khi ngồi xuống, Viên Sùng Hổ lại cau mày hỏi. Viên Sùng Long ngửa mặt cười nói, còn Khương Vi Nhan, ắt sẽ có người đến đòi mạng cô ta, có điều, chết thế nào thì có thể sẽ không dễ nhìn đâu. Ha ha ha, nghe đến đây, tất cả mọi người trong nhà họ Viên đều ngầm hiểu trong lòng, phá lên cười. Ngày hôm sau, khi Khương Vi Nhan đích thân đưa di vật của Tiêu Chính Văn vào núi Đế Lăng xong thì vội vàng quay trở về Giang Trung. Cũng không phải bởi Khương Vi Nhan không muốn ở lại thêm, mà ngay trong ngày phát tang của Tiêu Chính Văn, Giang Trung lại xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm đó, Lãnh Hàn Băng bị người ta dùng súng bắn bị thương tay trái, xe của Lãnh Kế Hồng cũng bị cài bom hẹn giờ. Cùng lúc đó, một số đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng chết bất đắc kỳ tử ngay trước cửa biệt thự nhà họ Tiêu. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, có người đang muốn hãm hại ba mẹ con cô. Trong nhà ngoài hai đứa bé ra thì chỉ có mấy người giúp việc, sao Khương Vi Nhan có thể yên tâm được đây? Tin tức Khương Vi Nhan quay về Giang Trung lập tức truyền ra ngoài. Không ít lãnh đạo giới kinh doanh trong thành phố Giang Trung đang lạnh lùng quan sát. Lần này, Khương Vi Nhan không thể không đơn độc đối mặt áp lực từ các phe phái. Hơn nữa, minh chủ của Liên minh Võ Thuật là Đoàn Hải Long đã đích thân đến Giang Trung. Bên cạnh đó, đại diện của nhà họ Trương là Trương Hách Tuyên cũng dẫn theo mười mấy vệ sĩ cảnh giới thiên vương của nhà họ Trương đến Giang Trung. Nhà họ Đông Phương và nhà họ Viên thuộc bốn gia tộc lớn cũng cùng lúc đến Giang Trung. Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía nhà họ Tiêu, chĩa vào Khương Vi Nhan. Chương 1954. Lúc này, so với cơn bão ngầm ở Giang Trung thì ở Long Kinh yên bình hơn nhiều. Trong Long Các, một mình thiên tử ở trên tầng cao nhất của thiên tử các, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã không còn nữa. Hoa Quốc phải tìm một nhân vật khác để thay thế Tiêu Chính Văn. Liễu Thanh đương nhiên không phù hợp với tiêu chuẩn này. Ít nhất, dù về thực lực hay về cảnh giới, Liễu Thanh đều không đủ để gây áp lực với các nước khác. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bay xuống. Ai, thiên tử đột nhiên quay lại, quát lớn, đồng thời vươn tay định rút kiếm ở thắt lưng ra. Thiên tử, là tôi. Hả, nghe thấy giọng nói này, thiên tử thấy vô cùng quen thuộc. Tiêu Chính Văn, trong đầu nghĩ đến cái tên này, thiên tử không khỏi rùng mình. Cậu là người hay ma? Thiên tử vừa nói vừa lùi về phía sau vài bước, chăm chú quan sát, là Tiêu Chính Văn thật. Chỉ là Tiêu Chính Văn lúc này dường như hơi khác so với Tiêu Chính Văn trước đây. Khí chất cũng có biến hóa rõ rệt. Tiêu Chính Văn lúc trước mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm, còn Tiêu Chính Văn lúc này lại cho người ta cảm giác thâm sâu. Thiên tử, trên đời này làm gì có ma, lúc xuống núi tôi mới biết chuyện quốc tang, nhưng thật may là tôi vẫn chưa chết. Tiêu Chính Văn mỉm cười. Chưa chết, thiên tử sửng sốt, trên mặt dần nở nụ cười, khóe mắt ngấn lệ kích động. Tiêu Chính Văn, cậu dọa tôi sợ chết khiếp, nếu cậu chết thật thì Hoa Quốc phải làm sao đây? Thiên tử nói rồi nhanh chóng bước lên,
nắm lấy cổ áo của Tiêu Chính Văn, dùng sức lắc mạnh vài cái. Chỉ là vợ chồng ông Nhạc lại chết vì tôi có thể sống sót quay về đều là nhờ ông Nhạc. Nếu không có hai vợ chồng ông ấy liều mạng giúp đỡ thì bây giờ người nằm dưới lớp thủy tinh đã là tôi rồi. Tiêu Chính Văn nói đến đây, vẻ mặt không giấu nổi sự đau buồn. Hai, bản quân đã nghe nói về chuyện ông Nhạc rồi, chỉ là trên đời này có ai mà không chết chứ, cậu cũng không cần phải cảm thấy quá có lỗi, cậu có thể sống tiếp chính là điều ông Nhạc mong muốn nhất. Thiên tử vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn như thể sợ anh sẽ chạy mất. Sau đó kéo anh đến ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu chưa chết, vậy mà bản quân lại tổ chức quốc tang cho cậu, cậu không cảm thấy nợ bản quân cái gì sao? Thiên tử cau mày hỏi. Chương 1955. Không chỉ tổ chức quốc tang cho Tiêu Chính Văn mà còn phong tước cho vợ con Tiêu Chính Văn, lần này làm hơi lố rồi đấy. Nếu bây giờ thông báo Tiêu Chính Văn vẫn chưa chết thì mặt mũi của thiên tử để vào đâu được nữa? Thiên tử, thực ra tôi lại nghĩ đây là chuyện tốt. Phía Âu Lục có lẽ sắp có tin tức rồi, đến lúc đó, tôi sẽ dùng một thân phận khác để lẻn vào Âu Lục. Nếu mọi người đều nghĩ Tiêu Chính Văn đã chết thì sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của tôi. Nghe vậy, thiên tử suy nghĩ hồi lâu sau đó khẽ gật đầu nói, cậu nói cũng đúng, người đã chết thì không thể sống lại được. Nhưng còn một chuyện nữa, nếu các nước lại khởi binh tấn công thì e rằng Liễu Thanh, ý của thiên tử là một mình Liễu Thanh không thể gây áp lực với các nước sao? Tiêu Chính Văn nhướng mày, khẽ cười nói. Đúng vậy, dù sao trình độ của Liễu Thanh cũng kém xa cậu. Như cậu vừa nói, các nước đều biết vua Bắc Lương đã chết, cho nên sẽ không nghi ngờ thân phận của cậu. Nhưng Hoa Quốc mà không có vua Bắc Lương thì làm sao có thể trụ được? Đây mới là điều bản quân lo lắng nhất. Tiêu Chính Văn hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo của thiên tử. Cũng bởi vì điều này, Tiêu Chính Văn mới đặc biệt gấp rút trở về Long Kinh trước. Gần như đã có thể đoán được trận chiến tiếp theo, vì vậy Tiêu Chính Văn phải sắp xếp thật hoàn hảo. Thực ra, Liễu Thanh chỉ cần bày binh bố trận là được, còn về phần những cao thủ kia, có một người có thể thay tôi ra tay. Thiên tử nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi, là ai? Độ Thiên Chân Nhân, có ông ta ở đây. Hoa Quốc sẽ không có mất mát gì. Mặc dù người này chưa gia nhập giới chính trị, nhưng dựa theo sự quan sát của tôi trong thời gian qua, người này có thể tin tưởng được. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Độ Thiên Chân Nhân, thiên tử chưa từng gặp mặt Độ Thiên Chân Nhân, càng không biết người này là thần thánh phương nào. Nhưng nếu đã là người Tiêu Chính Văn đề cử thì có lẽ tin tưởng được. Vậy bản quân có cần phong cho ông ta một chức vụ để ông ta toàn tâm toàn ý phục vụ đất nước không? Thiên tử nghiêm túc hỏi. Tiêu Chính Văn xua tay nói, không cần, lúc Hoa Quốc gặp khó khăn, ông ta tự khắc sẽ đi, dù sao ông ta cũng là người của võ tông, quen với cuộc sống nhàn rỗi, cho ông ta chức vụ chính thức lại không hay lắm. Sở dĩ tôi tiến cử người này là bởi vì từ bây giờ, tôi không thể xuất hiện trước mặt mọi người, cho đến khi tới Âu Lục, ít nhất không được để ai biết tôi còn sống. Thiên tử nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quả nhiên là trụ cột của đất nước, vừa trở về không thăm vợ con mà đến gặp bản quân. Có thể thấy, bản quân rất có mắt nhìn người, nguy hiểm đã được giải quyết, tâm trạng của thiên tử đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Chương 1956. Tiêu Chính Văn cười nói, tôi tới đây là để san sẻ nỗi lo với thiên tử, nếu mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa thì tôi xin cáo lui. Nói xong. Tiêu Chính Văn đứng dậy định rời đi thì thiên tử nhìn ra bóng lưng của Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, chuyến đi Côn Luân lần này xem ra đã có thu hoạch được không ít nhỉ. Không biết giờ cậu đang ở cảnh giới nào? Im lặng một hồi. Thiên thần, trong chốc lát, Tiêu Chính Văn đã biến mất không còn tăm tích, trong bầu trời đêm chỉ nghe thấy tiếng phản hồi sắc bén. Thiên thần, thiên tử đứng bật dậy, nhìn về phía Tiêu Chính Văn biến mất, hồi lâu vẫn không bình tĩnh lại được. Thiên tử, vừa có người tới sao? Tần Vũ đẩy cửa bước ra ban công của tầng cao nhất, cảnh giác quan sát xung quanh. Đúng vậy, là Tiêu Chính Văn, thiên tử bình tĩnh nói. Tiêu Chính Văn, Tần Vũ nuốt nước bọt, mặc dù chưa từng tin trên đời này có ma hay thần nhưng Tiêu Chính Văn chẳng phải là đã, không cần phải quá kinh ngạc, Tiêu Chính Văn chưa chết, mà ngược lại trong họa có phúc. Bây giờ cậu ấy đã trở thành một cường giả thiên thần của Hoa Quốc chúng ta rồi. Thiên tử khẽ nói. Cảnh giới thiên thần, Tần Vũ vô cùng sửng sốt.
Tiêu Chính Văn mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã đạt cảnh giới thiên thần. Đây là cường giả cảnh giới thiên thần trẻ nhất trong lịch sử Hoa Quốc. Ngay cả Bạch Khởi của Võ An năm đó cũng phải 36 tuổi mới đột phá cảnh giới thiên thần, đại sát bốn phương. Tần Vũ, cậu kinh ngạc lắm sao? Thiên tử mỉm cười. Quả thực là rất kinh ngạc, Tiêu Chính Văn quả nhiên không phải người tầm thường, tôi vô cùng kính phục. Tần Vũ chắp tay nói. Thiên tử xua tay, nói với Tần Vũ, đi uống với bản quân vài ly. Quân thần hai người một trước một sau bước ra khỏi thiên tử các. Còn chuyện Tiêu Chính Văn sống lại, thiên tử chưa từng nói thêm với người thứ ba. Như Tiêu Chính Văn đã nói, càng ít người biết chuyện anh còn sống thì càng tốt. Tại Giang Trung, sáng sớm hôm sau, Khương Vi Nhan vừa tỉnh dậy, bên ngoài biệt thự nhà họ Tiêu đã vang lên tiếng ồn ào. Khương Vi Nhan, ra đây, trả lại công bằng cho chúng tôi. Ngoài cửa vang lên tiếng quát lớn, khiến đám người giúp việc đều sợ hãi trốn phía xa. Ngay sau đó, hai tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông bị đánh đẫm máu, bay ngược lại phía sau. Chương 1957. Phu nhân, không ổn rồi, mấy chục cao thủ đang đứng bên ngoài cửa, hơn nữa không ít đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng đã bị trọng thương, đối phương còn nói rằng nếu như trong vòng 10 phút mà cô không ra ngoài thì bọn chúng sẽ đánh vào trong. Một đệ tử của Thiên Kiếm Tông thở dốc chạy tới trước mặt Khương Vi Nhan, run rẩy báo cáo. Cái gì? Khương Vi Nhan sớm đã đoán ra những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây chắc chắn có người nhúng tay phía sau, nhưng không ngờ lại có liên quan trực tiếp tới người của Võ Tông. Hiện giờ Tiêu Chính Văn không còn nữa, Độ Thiên Chân Nhân lại không rõ tung tích, với thực lực lúc này của Khương Vi Nhan hoàn toàn không thể đối phó được nhiều cao thủ tới vậy. Thế nhưng có những chuyện lo sợ cũng chẳng có tác dụng, dù Khương Vi Nhan biết rõ không thắng nổi thì cũng chỉ có thể kiên trì đối diện tới cùng. Cậu cứ ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra gặp bọn chúng ngay. Dứt lời, Khương Vi Nhan thu dọn đơn giản một chút, đổi sang một bộ kiếm phục, sải bước ra khỏi biệt thự. Các vị, không biết Khương Vi Nhan tôi đã đắc tội với mọi người ở chỗ nào mà mọi người lại khởi binh hỏi tội như thế. Dù đối diện với mấy người đoàn Hải Long thì Khương Vi Nhan cũng không mảy may sợ hãi. Cô bình thản đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt những gương mặt phía trước. Một con đàn bà như cô mà cũng xứng đắc tội với chúng tôi sao? Không ngại nói thật cho cô biết, đây đều là nghiệp mà tên Tiêu Chính Văn gây ra, giờ cũng đã tới lúc tính sổ tất cả mọi ân oán của Tiêu Chính Văn với mấy người rồi. Đoàn Hải Long chắp hai tay sau lưng, nhếch miệng cười nói. Viên Sùng Hổ cũng tiến một bước lên trước, cười khẩy nói thêm vào, Tiêu Chính Văn đã giết nhiều người của nhà họ Viên chúng tôi như thế, dù thế nào cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý chứ. Lời giải thích, Khương Vi Nhan nghiến răng, lạnh lùng nói, lời giải thích gì cơ? Hừ, nếu phải nói tới tội trạng của Tiêu Chính Văn thì đúng là chồng chất không kể hết nổi, nhưng nhà họ Viên chúng tôi cũng biết nói đạo lý, Tiêu Chính Văn giết chết hai cụ tổ của nhà họ Viên chúng tôi, vậy thì lấy một mạng đền một mạng đi. Tôi thấy yêu cầu này có lẽ cũng không quá đáng nhỉ, mọi người thử nói xem. Dứt lời, Viên Sùng Hổ quay đầu nhìn về phía mấy người sau lưng. Không quá đáng, giết người đền mạng là lẽ đương nhiên. Đúng, một mạng đền một mạng, hợp tình hợp lý. Hai cái mạng nhỏ của người nhà Tiêu Chính Văn có thể đền bù cho mạng của cụ tổ nhà họ Viên đã là đề cao Tiêu Chính Văn lắm rồi. Mọi người nhao nhao bàn luận, không ai là không đứng về phía Viên Sùng Hổ. Mấy người quá là vô liêm sỉ, lúc Tiêu Chính Văn còn sống tại sao mấy người không tới đòi lại công bằng? Chẳng phải do mấy người không có can đảm này sao? Bây giờ Tiêu Chính Văn không còn nữa, mấy người lại kéo nhau tới trước cửa đông như vậy chỉ để ức hiếp hai mẹ con quả phụ chúng tôi thôi à? Chương 1958. Khương Vi Nhan giận tái mặt, ai cũng nhìn ra được những người này chẳng qua chỉ đang e sợ kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu. Hơn nữa ý của Viên Sùng Hổ cũng rất rõ ràng, muốn dồn vợ con của Tiêu Chính Văn tới chỗ chết. Lúc này, nhà họ Tiêu chỉ có một người phụ nữ yếu đuối là Khương Vi Nhan. Sao có thể là đối thủ của mấy người bọn họ? Cho dù Khương Vi Nhan có lý thì người ta căn bản cũng chẳng buồn nói đạo lý với cô. Vô liêm sỉ, Viên Sùng Hổ cười khẩy, nói, Khương Vi Nhan, lá gan cô cũng lớn thật đấy. Có biết những người tới đây hôm nay là ai không hả? Viên Sùng Hổ vừa nói vừa chỉ vào đoàn Hải Long, vị này là tiền bối đoàn minh chủ của Liên minh võ thuật, cả thiên hạ này,
có ai là không biết Tiền Bối Đoàn là người công bằng nhất. Còn nữa, vị bên đó là đường chủ chấp pháp đường của Hoa Sơn, còn cả vị kia, Viên Sùng Hổ chỉ vào mấy người phía sau, nói ra thân phận của từng người cứ như đang đếm bảo vật gia tộc. Thật ra chỉ là để Khương Vi Nhan hiểu rằng, hôm nay bất luận cô có tranh đấu như thế nào thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Con cái của Tiêu Chính Văn cũng bắt buộc phải chết. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây, không đến để nói đạo lý với cô, chỉ dựa vào thân phận của họ cũng có thể nghiền cho Khương Vi Nhan ra bã. Đúng vào lúc này, một chiếc xe Việt dã màu đen phóng tới rồi dừng lại trước cửa lớn biệt thự nhà họ Tiêu. Cửa xe mở ra, một ông lão già nua tóc trắng từ trên xe bước xuống. Người này là đại trưởng lão của Võ Tông. Mấy người đông như vậy, chạy tới đây ức hiếp hai mẹ con quả phụ nhà người ta có phải hơi quá đáng không? Hơn nữa, hài cốt của Tiêu Chính Văn vẫn còn chưa lạnh, còn cả chiếu mệnh của thiên tử, Khương Vi Nhan là vợ của anh hùng dân tộc, đâu phải là người mà mấy người có thể tùy tiện động vào. Đại trưởng lão chống gậy, mặt trầm như nước chỉ trích. Cùng lúc này, bên cửa xe còn lại được mở ra, một trưởng lão tông miếu cũng bước từ trên xe xuống, ánh mắt lạnh lùng đánh giá mấy người Đoàn Hải Long, rồi nói, bất luận là võ tông hay liên minh võ thuật thì cũng phải tuân thủ luật pháp của Hoa Quốc. Lẽ nào mấy người đã quên chuyện của Thiên Tinh Tông rồi sao? Lẽ nào mấy người không sợ thiên tử sẽ khiến kết cục của Thiên Tinh Tông tái hiện lại trên người mấy người hay sao? Trưởng lão tông miếu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người. Thiên Tinh Tông là tông môn võ tông đã bị đại quân của quốc gia tiêu diệt vào 30 năm trước. Năm đó, đệ tử của Thiên Tinh Tông vì thể diện nhất thời nên đã giết chết một sĩ quan cấp tướng. Vốn dĩ cho rằng với thân phận là đệ tử võ tông, giới chính trị sẽ không truy cứu kỹ chuyện này, thế nhưng kết quả lại khiến cho tất cả mọi người phải bất ngờ. Thiên tử cũ lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã lại đột nhiên ra lệnh cử hai quân đoàn dã chiến trực tiếp bao vây Thiên Tinh Tông. Bắt Thiên Tinh Tông giao nộp hung thủ giết người nếu không sẽ dẹp bằng cả Thiên Tinh Tông. Chương 1959. Tông chủ của Thiên Tinh Tông khi đó cho rằng mình có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Võ Tông, hơn nữa cũng rất thân thiết với minh chủ của Liên minh Võ Thuật nên hành động này của giới chính trị chỉ với mục đích dọa nạt mà thôi. Vậy nên hoàn toàn không hề bận tâm tới yêu cầu của thiên tử. Thế nhưng ngày hôm sau, hai quân đoàn dã chiến gần như nổ súng cùng một lúc. Thậm chí còn điều động cả không quân, mặc dù đệ tử võ tông rất mạnh, thế nhưng đối diện với vũ khí nóng ở cấp độ này thì căn bản không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Huống hồ khi đó thiên tử cũ đã bí mật ra lệnh cho bên phía quân đội, nếu như pháo đạn không thể giải quyết vấn đề thì sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, bất luận thế nào cũng phải dạy cho người của võ tông một bài học. Đồng thời để cho võ tông trong thiên hạ hiểu rõ một chuyện. Giới chính trị không phải không có năng lực quản lý bọn họ mà chỉ là không muốn mà thôi. Trải qua 3 ngày khai nòng dữ dội, Thiên Tinh Tông cuối cùng cũng bị dẹp tan, không một ai trong số 376 người của Thiên Tinh Tông còn sống. Đầu của môn chủ bị chém lìa để thị chúng 3 ngày. Chuyện này gần như đã chấn động cả Võ Tông. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Võ Tông mới dần tém tém lại, thường ngày cũng rất ít khi qua lại với giới thế tục. Trải qua hơn 30 năm, rất nhiều người đã lãng quên chuyện này, nhưng lúc trưởng lão tông miếu nhắc đến lần nữa thì sắc mặt của mọi người đều đồng loạt biến đổi. Mặc dù võ tông rất mạnh, thế nhưng đối diện với giới chính trị kiểm soát sức mạnh của cả quốc gia thì thực lực còn kém xa nhiều lắm. Nếu như tôi không nhìn lầm thì vị này chính là Lý Thuần Phong, một trong 3 trưởng lão của giới chính trị nhỉ. Đoàn Hải Long chắp hai tay sau lưng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía trưởng lão tông miếu. Ông Lý khẽ gật đầu nói. Không sai, không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn có người nhận ra tôi. Nếu như tôi không nhầm thì ông là minh chủ Đoàn Hải Long của Liên minh Võ Thuật phải không? Đoàn Hải Long khẽ gật đầu nói, ông Lý, có một số chuyện, giới chính trị không nên quản đâu, dù gì Tiêu Chính Văn cũng giết chết người thân và bạn bè của chúng tôi, dựa theo quy tắc của Võ Tông thì thâm thù biển máu buộc phải trả. Tôi nghĩ hẳn ông Lý cũng hiểu rõ. Bất luận thái độ của giới chính trị có thế nào thì hai đứa con của Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn cũng phải chết. Lý Thuần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói, minh chủ Đoàn, ông đang nói bắt buộc với tôi hay đang nói bắt buộc với thiên tử? Thiên tử có lệnh, bất luận là ai cũng không được phép làm phiền tới cuộc sống thường ngày của vợ con vua Bắc Lương, nếu không thì chính là đối đầu với cả Hoa Quốc. Lẽ nào ngay cả thiên tử mà minh chủ Đoàn cũng chẳng coi ra gì hay sao?
Thiên tử, hừ, vậy tôi muốn hỏi ông Lý, trong võ tông của tôi có nhiều người phải bỏ mạng dưới tay Tiêu Chính Văn như thế, Thiên tử lại định giải thích thế nào? Bảo chúng tôi nuốt cục tức này xuống hay là bắt chúng tôi phản bội lại Hoa Quốc? Đoàn Hải Long không chịu nhượng bộ, nói. Phản bội Hoa Quốc ư? Hai hàng lông mày trắng của Lý Thuần Phong khẽ giật, lạnh lùng nhìn về phía Đoàn Hải Long rồi nói, phản bội Hoa Quốc sao? Minh chủ Đoàn, ông thật to gan. Chương 1960. Trong khi nói, hơi thở của cường giả cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao của Lý Thuần Phong nhanh chóng bao vây lấy Đoàn Hải Long. Đại trưởng lão Võ Tông cũng nắm chặt cây gậy trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đoàn Hải Long. Mấy từ phản bội Hoa Quốc đúng là đại nghịch bất đạo. Cho dù Đoàn Hải Long có thân phận thế nào, chỉ cần lời nói này được nói ra thì đồng nghĩa với việc đã có ý nghĩ tạo phản. Tất cả những kẻ phản quốc đều phải bị trừng trị. Hừ, chỉ với một cường giả cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao tầm thường mà cũng dám khoe khoang trước mặt tôi sao? Đoàn Hải Long hoàn toàn không coi Lý Thuần Phong ra gì. Tuy rằng địa vị của trưởng lão Tông Miếu rất cao, nhưng đối mặt với người như Đoàn Hải Long, thân phận và địa vị của cụ ấy hoàn toàn không có tác dụng gì. Trong võ tông, chỉ có nắm đấm mới là vương đạo, thực lực chính là đạo lý. Khi giọng nói của Đoàn Hải Long vừa dứt, mặt đất nổi lên một trận cuồng phong. Lúc này, những đám mây đen trên bầu trời ùn ụt kéo đến, ngay cả mặt trời đang vào giữa trưa cũng đã bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, một tiếng sấm kinh thiên động địa từ trên cao truyền xuống, bầu trời vốn đang trong xanh gió mát lập tức đổ ào một cơn mưa. Hai bên tuy rằng vẫn chưa ra tay, nhưng cũng đã phân định được cao thấp. Đoàn Hải Long thản nhiên sử dụng trận pháp, ngay cả thời tiết cũng có thể biến đổi theo ý muốn, sao Lý Thuần Phong có thể so sánh được. Trưởng lão Lý, ông thấy thế nào? Đoàn Hải Long lướt mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt hơi biến sắc của Lý Thuần Phong, cười khẩy nói, ông cho rằng cảnh giới của tôi vẫn như năm đó sao? Mười mấy năm nay, tôi luôn không ngừng tiến bộ, tuy rằng năm đó, tôi thua dưới tay ông, nhưng bây giờ ông còn không có tư cách để ra tay với tôi đâu. Ngông cuồng, những lời này của Đoàn Hải Long, hết sức ngông cuồng. Trưởng lão Tông Miếu mà lại không có tư cách ra tay với cụ ta sao? Hô hấp của Lý Thuần Phong lại nặng nề hơn mấy phần. Từ lúc Khương Vi Nhan rời khỏi Long Kinh, đại trưởng lão Võ Tông không yên tâm lắm nên sau khi bàn bạc với mấy vị trưởng lão Tông Miếu, đã vội vàng theo sát tới đây. Với tư cách là một trong ba đại trưởng lão Tông Miếu, Lý Thuần Phong cũng cùng đi theo, để đề phòng cục diện không thể khống chế được. Có cụ ấy ở đây, đối phương tuyệt đối sẽ không dám manh động. Nhưng cục diện trước mắt rõ ràng đã vượt xa ngoài dự đoán của Lý Thuần Phong. Đối phương không những không quan tâm đến ý của giới chính trị, mà còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng ở trước mặt mấy vị trưởng lão Tông Miếu. Đoàn Hải Long, ông có biết ông đang nói gì không? Không phải ông đang coi thường tôi, mà là đang coi thường Tông Miếu, coi thường giới chính trị đấy, Lý Thuần Phong lạnh lùng chất vấn. Chương 1961. Ha ha ha, Đoàn Hải Long nghe vậy thì ngửa mặt cười lớn. Chỉ tay vào Lý Thuần Phong và đại trưởng lão nói, coi thường các ông ư. Các ông cũng quá đề cao bản thân rồi đấy, trong mắt tôi, cho dù là thiên tử cũng chẳng là cái thá gì. Âu Lục sắp xảy ra chuyện lớn, thế giới cũng sắp cải tổ lại, sao Hoa Quốc có thể không cải cách? Thiên tử của hôm nay, ngày sau sẽ là gì, ai có thể nói chính xác được? Những lời này của Đoàn Hải Long chứa rất nhiều thông tin bùng nổ. Bởi vì trong lịch sử của Hoa Quốc, đúng là từng xuất hiện thời kỳ dùng vũ lực để tranh đoạt ngôi vị thiên tử. Nếu như lệnh cấm thiên thần can thiệp vào giới thế tục được gỡ bỏ thì rất có thể sẽ nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Coi trọng võ thuật, người có sức chiến đấu cao nhất mới có thể lãnh đạo một nước. Nếu thật sự có ngày đó, chắc chắn thiên tử của Hoa Quốc sẽ bị mọi người kéo từ trên ngai vàng xuống. Đến lúc đó, ai làm thiên tử vẫn còn là ẩn số. Vì vậy, Đoàn Hải Long mới có thể không chút kiêng dè như vậy. Đoàn Hải Long, ông lại dám coi thường thiên tử. Đồ đáng chết, Lý Thuần Phong vừa nói vừa giơ tay tung một đấm, đánh thẳng vào lồng ngực của Đoàn Hải Long. Suy cho cùng, Lý Thuần Phong cũng có thực lực của cảnh giới Thiên Vương 4 sao, khi cú đánh này tung ra, xung quanh lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Đây hoàn toàn là do lực đánh quá lớn, vì vậy, một vòng xoáy khổng lồ được tạo ra trong không khí. Trông có vẻ cú đánh này sắp đánh vào người Đoàn Hải Long,
nhưng ngay khi lòng bàn tay của Lý Thuần Phong chỉ còn cách đoàn hải long chưa tới 3 cm, đoàn hải long đột nhiên đánh trả. Trong cú đánh này, mang theo uy thế của trận pháp, hơn nữa còn mạnh hơn cú đánh trước đó. Lý Thuần Phong không khỏi hoảng sợ, cú ấy còn chưa kịp thu chiêu, cú đánh của đoàn hải long đã đánh vào ngực Lý Thuần Phong. Phụt, Lý Thuần Phong hộc máu ngay tại chỗ, cả người bị văng ra xa 7-8 mét, đâm gãy một cây đại thụ cao lớn, mới nặng nề ngã xuống đất. Trưởng lão Lý, đại trưởng lão vội vàng chạy lên phía trước, đỡ Lý Thuần Phong đứng dậy khỏi mặt đất. Trưởng lão Lý, ông sao rồi? Vết thương có nặng lắm không? Đại trưởng lão đỡ Lý Thuần Phong đứng lên khỏi mặt, lúc này hơi thở Lý Thuần Phong đã rất mỏng manh, chỉ tay vào đoàn hải long, nhưng ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Hừ, tôi đã cảnh cáo ông rồi, chỉ dựa vào ông thì ngay cả tư cách ra tay với tôi cũng chẳng có đâu. Chương 1962. Khuôn mặt đoàn hải long đầy vẻ đắc ý nhìn Lý Thuần Phong đã bị đánh bị thương nặng, ngửa mặt cười ha hả nói. Đoàn hải long, ông có biết, đánh trưởng lão tông miếu bị thương thì sẽ có hậu quả gì không? Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi giận dữ trách mắng. Đoàn hải long khẽ lắc đầu đáp, hừ, xem ra các ông vẫn chưa hiểu, chỉ cần thỏa thuận đó bị hủy bỏ, thế giới sẽ xảy ra những thay đổi long trời lở đất, thời đại coi trọng võ thuật cũng sắp đến rồi. Đến khi đó, cái gọi là trưởng lão tông miếu và trưởng lão võ tông gì đó cũng chỉ để trưng bày mà thôi, tất cả đều phải coi trọng thực lực. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo với các ông rằng, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Lời nói của đoàn hải long, truyền đến tai của mọi người khiến tinh thần của bọn họ phấn chấn cả lên. Võ tông và các đại danh sơn cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt, không cần phải trốn trong núi, sống cuộc sống khổ sở như trước nữa. Minh chủ đoàn, ông nói thật sao? Đại diện của Hoa Sơn tiến lên một bước, cau mày hỏi. Đoàn hải long khẽ gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi, 10 gia tộc lớn ở Âu Lục đã cùng nhau đưa ra yêu cầu này, bất cứ ai cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa, cường giả cảnh giới thiên thần vốn dĩ nên là chủ nhân của thế giới này, không nên bị đẩy xa khỏi giới thế tục. Nghe vậy, đại trưởng lão không khỏi thấy ớn lạnh. Hóa ra liên minh võ thuật sớm đã thông đồng với những gia tộc ở Âu Lục. Dù sao Hoa Quốc cũng là một quốc gia võ tông. Không được Hoa Quốc gật đầu đồng ý thì lệnh cấm đó không thể nào hủy bỏ. Rất có khả năng đoàn Hải Long là kẻ phản bội đại diện cho Hoa Quốc, ủng hộ cho nghị quyết này. Khương Vi Nhan, bây giờ ngay cả chỗ dựa vững chắc của cô cũng sụp đổ rồi, cô còn lời gì muốn nói không? Đoàn Hải Long xoay người lại, cười khẩy liếc nhìn Khương Vi Nhan. Vào giờ phút này, Khương Vi Nhan đã bị dồn vào ngõ cụt. Cho dù đại trưởng lão hay Lý Thuần Phong đều không thể tiếp tục bảo vệ nhà họ Tiêu. Chẳng lẽ, nhà họ Tiêu phải đối mặt với thảm cảnh diệt vong thật sao? Khương Vi Nhan tôi dù có chết, cũng sẽ không khuất phục trước đám người vô liêm sỉ như các ông. Khương Vi Nhan nghiến răng, lạnh lùng nói. Viên Sùng Hổ không để mất cơ hội tiến lên một bước, nói với đoàn Hải Long, Minh chủ đoàn, ông thấy rồi đó, cho dù Tiêu Chính Văn đã chết, nhưng Khương Vi Nhan vẫn ngông cuồng như vậy. Theo tôi thấy, tuyệt đối không thể để hai đứa con của Tiêu Chính Văn sống sót, cần phải nhổ cỏ tận gốc. Khuôn mặt đoàn hải long hơi đanh lại, ngay sau đó, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, lạnh lùng nói, đúng thế. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, khi gió xuân thổi tới lại mọc mầm. Chương 1963. Đoàn hải long vừa dứt lời, phút phút phút, hơn 10 cao thủ cảnh giới thiên vương dường như đồng loạt rút dao kiếm ra. Đoàn Hải Long dẫn đầu đám người, không nói lời vô nghĩa với Khương Vi Nhan nữa, mà dùng hành động thực tế để nói cho Khương Vi Nhan biết, người nhà họ Tiêu nhất định phải chết. Các người, chẳng lẽ các người không sợ sư phụ tôi quay về sẽ tính sổ với các người sao? Một đệ tử của Thiên Kiếm Tông bước nhanh về phía trước, chắn trước người Khương Vi Nhan, sắc mặt tái nhợt hét lớn. Độ Thiên Chân Nhân là người duy nhất còn có thể khiến đám người đoàn Hải Long sợ hãi. Nhưng tiếc rằng trong mắt đoàn Hải Long, nếu không có Tiêu Chính Văn che chở thì Độ Thiên Chân Nhân vốn không có tư cách nói chuyện với bọn họ. Cậu nói Độ Thiên Chân Nhân sao? Cho dù ông ta đứng ở trước mặt tôi thì ông ta dám nói không với tôi sao? Đoàn Hải Long đắc ý nói. Lời vừa dứt, bóng dáng đoàn Hải Long chợt lóe sáng nhanh như chớp, chạy thẳng tới chỗ Khương Vi Nhan. Dừng tay, ngay lúc đoàn Hải Long chỉ cách Khương Vi Nhan chưa đầy 5 bước. Đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn ở phía sau mọi người.
Bọn họ rối rít quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một ông già tóc bạc mặc áo đạo sĩ, dáng vẻ thần tiên, dưới chân nổi gió nhanh như chớp. Độ Thiên chân nhân, trong đám người, phần lớn đều không xa lạ với cụ ấy. Có điều không ai ngờ rằng, Độ Thiên chân nhân lại đứng ra giúp đỡ Khương Vi Nhan ngay lúc áp lực cực lớn đang nè nén. Nhưng chỉ một mình Độ Thiên chân nhân sao có thể là đối thủ của đám đông bọn họ. Nhiều người đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, một mình Độ Thiên chân nhân sao có thể thay đổi cục diện. Độ Thiên chân nhân, tôi không muốn lạm sát người vô tội, Thiên Kiếm Tông vốn không có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Tiêu, ông cần gì phải vì Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn mà chọc giận mọi người. Đoàn Hải Long chất vấn với giọng điệu lạnh như băng. Độ Thiên chân nhân hoàn toàn không thèm quan tâm đến Đoàn Hải Long, mà nhanh chân bước tới cạnh Khương Vi Nhan, chắp tay nói, lão nô tới trễ, để chủ mẫu sợ hãi rồi, mong chủ mẫu tha tội. Cái gì, lão nô, chủ mẫu, mọi người không khỏi giật mình, liếc nhìn Độ Thiên chân nhân và Khương Vi Nhan. Ông à, ông nói quá lời rồi, nhưng hôm nay nhà họ Tiêu gặp nạn. E rằng không phải chỉ một mình ông là có thể ngăn cản được, bây giờ Tiêu Chính Văn không còn nữa, ông không cần để mình rơi vào tình thế nguy hiểm vì nhà họ Tiêu đâu. Chương 1964. Nhưng xin ông nhất định phải bảo vệ hai đứa con của Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan tôi cho dù ở dưới suối vàng, cũng luôn cảm kích ân tình của ông. Khương Vi Nhan vừa nói, vừa cúi đầu với Độ Thiên chân nhân. Chuyện này, Độ Thiên chân nhân vội vàng tiến lên. Đỡ lấy Khương Vi Nhan, chủ mẫu, ai nói chủ thượng đã chết chứ? Lão nô vẫn còn sống tốt, sao chủ thượng có thể chết được? Nghe nói thế, đám người Đoàn Hải Long không khỏi rối rít nghiêng đầu, bởi vì mấy câu nói của Độ Thiên chân nhân đã mang đến một lượng tin tức quá lớn. Chẳng lẽ là giữa Tiêu Chính Văn và Độ Thiên chân nhân có mối liên kết đặc biệt gì sao? Ông à, ý ông là gì? Khương Vi Nhan vô cùng hoảng hốt nhìn về phía Độ Thiên chân nhân. Chủ mẫu, tôi từng thề rằng, sẽ luôn trung thành với chủ thượng, hơn nữa, chủ thượng còn, lão nô còn, chủ thượng mất, lão nô cũng sẽ mất. Nếu như chủ thượng đã chết thật thì lúc này tôi sẽ ở một nơi khác, sao có thể tới đây trợ giúp? Nói xong, Độ Thiên chân nhân quay người, nhìn đám người Đoàn Hải Long cười khẩy nói, ngày hôm đó, ở trên núi Thương Lĩnh, chủ thượng tha cho các người một mạng là hy vọng các người có thể cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Vậy mà các người lại càng thêm ác độc, còn gây bất lợi với người nhà của chủ thượng, đã thế thì đừng trách tôi không nương tay. Hôm nay những người tới đây gây sự, cho dù là đệ tử danh sơn hay trưởng môn võ tông cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Độ Thiên chân nhân vừa nói vừa vung tay, rút ra một thanh kiếm dài từ sau lưng. Một vầng sáng lóe lên, ngăn cản tầm nhìn của mọi người trong giây lát. Cùng lúc đó, mọi người đều bị bao vây bởi một luồng sát khí vô hình. Cứ như một cái lưới lớn, bao trùm lên tất cả mọi người. Độ Thiên, ông cho rằng chỉ bằng sức của một mình ông có thể làm gì được chúng tôi. Trương Hách Tuyên ngạo nghễ bước ra từ trong đám người. Tam tuyệt trận của nhà họ Trương nổi tiếng khắp thiên hạ. Cho dù là Độ Thiên chân nhân cũng khó mà sống sót trong tam tuyệt trận. Ngoại trừ Tiêu Chính Văn, mấy nghìn năm qua chưa có một ai phá giải được tam tuyệt trận của nhà họ Trương. Độ Thiên. Nếu ông đã chán sống như thế thì chúng tôi sẽ tiến ông lên đường. Đại diện phái Hoa Sơn cũng bước lên trước một bước. Độ Thiên chân nhân cười khẩy nói, dưới nhát kiếm của tôi, các người cũng chỉ là đám vong hồn mà thôi. Chịu chết đi, dứt lời, Độ Thiên chân nhân đột nhiên vung thanh kiếm dài trong tay lên, đường kiếm cao tận mây, cho tới khi kiếm ảnh to lớn phủ trên mặt đất, chậm rãi hạ xuống. Cùng với sự xuất hiện của kiếm ảnh khổng lồ, lại có thêm kiếm ảnh dài khoảng 3 mét cũng hiện ra trước mắt mọi người. Vô số kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ như lưới đánh cá, bao trùm về phía mọi người. Thiên tuyệt trận, lên! Chương 1965. Một tay Trương Hách Tuyên chỉ lên trời, đám mây rông đen xuất hiện trong nháy mắt, vô số tia chớp xuyên qua tầng mây. Phục quang đại trận, lên! Đại diện Hoa Sơn vẫy tay, một vầng sáng màu vàng lập tức che phủ mọi người. Vô số kiếm ảnh ào ào rơi vào màn sáng, nhưng màn sáng màu vàng dường như có thể nuốt trọn tất cả, trong nháy mắt, toàn bộ kiếm ảnh lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Độ Thiên, kiếm vực của ông sao có thể là đối thủ với phục quang đại trận của tôi chứ? Bây giờ chắc ông đã hiểu rõ, sự chênh lệch giữa đệ tử danh sơn chúng tôi và ông chứ?
Đại diện Hoa Sơn liên tục cười nhạt nói. Thiên lôi, tấn công. Cùng lúc đó, Trương Hách Tuyên chỉ tay về phía Độ Thiên Chân Nhân, chỉ thấy một vầng sáng màu trắng bạc xông thẳng về phía Độ Thiên Chân Nhân. Đùng đùng đùng, cùng với vầng sáng kia rơi xuống, trên bầu trời liên tục vang lên tiếng sấm sét, đủ để thấy đòn đánh này mạnh mẽ ngút trời. Ông ơi, cẩn thận, nhìn những vầng sáng màu trắng bạc, Khương Vi Nhan đứng cách Độ Thiên Chân Nhân chưa đầy nửa mét, hô lên thất thanh. Sắc sắc, Độ Thiên Chân Nhân vung kiếm chạm vào vầng sáng, lúc đó ánh chớp lóe lên, Độ Thiên Chân Nhân lập tức bay ngược ra sau. Tuy Độ Thiên Chân Nhân đã có lĩnh ngộ về trận pháp, nhưng dù sao đây cũng là trận đánh đầu tiên dùng nó, còn về việc sử dụng từ trường của bản thân thì hoàn toàn không thể so sánh với Tiêu Chính Văn. Mức độ uy hiếp của Tam Tuyệt Trận không thể xem thường, Độ Thiên Chân Nhân sao có thể ngăn cản. Rầm, Độ Thiên Chân Nhân đập thẳng lưng vào tường, khiến nửa bức tường sụp đổ. Phụt, Độ Thiên Chân Nhân còn chưa kịp đứng dậy, đã lập tức phun ra một ngụm máu. Ông à, ông không sao chứ? Khương Vi Nhan vội vàng chạy đến gần, đỡ Độ Thiên Chân Nhân từ dưới đất lên. Tôi không sao, chủ mẫu đi mau, tôi còn có thể đánh thêm một trận nữa. Nhớ kỹ, hãy chờ chủ thượng trở lại. Chủ thượng vẫn chưa chết. Độ Thiên Chân Nhân gắng gượng cắn răng, nói với Khương Vi Nhan. Ông à, hừ, đi ư, để tôi xem ai dám, hôm nay nhà họ Tiêu buộc phải diệt vong. Đoàn Hải Long tức giận quát lớn, chạy thẳng về phía Độ Thiên Chân Nhân và Khương Vi Nhan. Chương 1966. Nhà họ Tiêu diệt vong sao? Đại trưởng lão nghe vậy, sải bước dài đến phía trước. Ngăn trước mặt Khương Vi Nhan và nói với Đoàn Hải Long, Đoàn Hải Long, ông có biết ông đang, bốp. Đoàn Hải Long không nói nhiều lời, vung tay giáng xuống một bạt tai vào mặt đại trưởng lão. Vào giờ phút này, Đoàn Hải Long đâu còn chút lòng kính sợ nào với đại trưởng lão nữa chứ. Nhạc Trung Kỳ đã chết, Tiêu Chính Văn cũng đã chết, còn ai có thể chống lưng cho nhà họ Tiêu nữa đây. Hôm nay cụ ta sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám cản đường. Đại trưởng lão. Tôi đã nhiều lần khoan dung cho ông, nhưng ông lại cậy già lên mặt hết lần này tới lần khác ở trước mặt tôi. Ông phải biết rằng, những kẻ muốn giết cả nhà Tiêu Chính Văn không chỉ có mình tôi. Đoàn Hải Long vừa nói vừa chỉ tay về phía Trương Hách Tuyên, giọng điệu lạnh lùng nói, người này là đại diện của nhà họ Trương gia tộc bảo vệ phần mộ tổ Long. Chẳng lẽ mặt mũi của người nhà họ Trương còn không lớn bằng ông sao? Tôi nói cho ông biết, đừng nói là ông. Cho dù là các trưởng lão võ tông đều tập hợp tại đây thì hôm nay người nhà họ Tiêu cũng phải chết. Nói xong, Đoàn Hải Long đánh trả lại một đòn ngay vào ngực đại trưởng lão. Đùng, ngay khi truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, một vầng hào quang trắng bạc lập tức tản ra. Khiến đất cát bay đầy trời. Cơ thể đại trưởng lão bị văng ra ngoài mười mấy mét, nặng nề ngã xuống đất. Phụt, đại trưởng lão còn chưa kịp đứng dậy, đã phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực chênh lệch quá lớn, chưa nói đến cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao của Đoàn Hải Long, chỉ riêng sự hiểu biết về trận pháp của cụ ta cũng đã vượt xa đại trưởng lão. Cú đánh này gần như xé nát ngũ tạng của đại trưởng lão, nhưng chỉ vì e ngại thân phận trưởng lão võ tông, nên Đoàn Hải Long mới không thẳng tay giết hại mà thôi. Trương Hách Tuyên cười nhạt bước lên phía trước, đi tới bên cạnh đại trưởng lão, giơ chân dẫm lên lồng ngực đại trưởng lão, lạnh lùng nói, đồ không biết sống chết. Chắc hẳn ông cũng biết ân oán giữa nhà họ Trương chúng tôi và Tiêu Chính Văn nhỉ. Giết người đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Kẻ sống dai như ông, cứ ỷ mình là trưởng lão của võ tông mà muốn hống hách ngăn cản ư. Đừng nói là một trưởng lão võ tông như ông, cho dù là thiên tử có đích thân tới thì cũng chẳng là cái thá gì ở trước mặt nhà họ Trương chúng tôi. Nói xong, Trương Hách Tuyên lại giơ chân lên dẫm mạnh vào cổ tay của đại trưởng lão. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn tan, cổ tay của đại trưởng lão đã gãy nát cùng với âm thanh đó, cả người đại trưởng lão đau đến mức co quắp lại. Chương 1967. Ông, đại trưởng lão chỉ tay vào Trương Hách Tuyên, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Ông cái gì mà ông? Nói cho ông biết, võ tông Hoa Quốc cũng được, các đại danh sơn cũng thế, bất cứ ai cũng phải nể mặt nhà họ Trương chúng tôi. Ông cho rằng trưởng lão của võ tông là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu ông đã thích lo chuyện bao đồng như vậy thì tôi sẽ để cho ông chết ở trước mặt người nhà họ Tiêu, cho ông được toại nguyện. Vừa dứt lời,
Trương Hách Tuyên lại lần nữa giơ chân lên, giẫm mạnh vào cánh tay đại trưởng lão. Âm thanh gãy xương nứt gân lại vang lên, đại trưởng lão đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, nhưng vẫn cắn chặt răng như cũ, nhìn đám người Trương Hách Tuyên và Đoàn Hải Long với đôi mắt căm phẫn. Dám dùng ánh mắt này chừng tôi sao? Tôi thấy cặp mắt của ông quá dư thừa rồi đấy. Đoàn Hải Long hất tay áo lên, một làn gió mạnh quét thẳng vào đại trưởng lão. Soạt, một làn sóng khí lướt qua mặt đại trưởng lão, ngay sau đó truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết vô cùng thê lương. A a a, một tay đại trưởng lão che mắt, nhưng máu tươi lại không ngừng chảy ra qua kẽ ngón tay. Ông ơi, nhìn thấy đôi mắt của đại trưởng lão đã bị hủy hoại, lửa giận trong lòng Khương Vi Nhan bùng cháy, cô tiến lên một bước, hét lên với đám người Trương Hách Tuyên, các ông còn có tính người không hả? Dùng thủ đoạn này để hành hạ một người già 80 tuổi. Chẳng lẽ võ tông và liên minh võ thuật lại không nói lý lẽ như vậy sao? Đoàn Hải Long chắp hai tay sau lưng, cười đắc ý nói, lý lẽ ư? Ha ha ha, Khương Vi Nhan, lý lẽ là gì vậy? Bán bao nhiêu tiền một cân? Trong võ đạo, kẻ mạnh làm vua, lời nói của kẻ mạnh chính là lý lẽ, những việc kẻ mạnh làm chính là hành động chính nghĩa. Hôm nay tôi dẫn đầu các đồng môn võ tông, tiêu diệt nhà họ Tiêu chính là nghe theo ý trời, làm yên lòng dân. Ai dám ngăn cản thì là kẻ thù của trời đất. Giọng của Đoàn Hải Long như tiếng chuông lớn, từng câu từng chữ đều có thể truyền ra cách xa ngàn cây số. Minh chủ Đoàn, trước khi tiêu diệt hết người nhà họ Tiêu thì có thể cho thuộc hạ nếm thử cô nàng bé bỏng này không? Lúc này, một gã đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đứng ra giữa đám đông, vẻ mặt háo sắc nhìn Khương Vi Nhan nói. Xúc sinh, bọn mày, khụ, khụ. Đại trưởng lão chỉ tay về phía đám người Đoàn Hải Long, chửi ầm lên. Cho dù đôi mắt đã bị hủy, cánh tay đã bị phế, nhưng đại trưởng lão cũng không bao giờ cho phép những chuyện như vậy xảy ra với người bên cạnh mình. Chương 1968. Lúc này, Lý Thuần Phong cũng gắng gượng đứng dậy, lảo đảo mấy bước, đến gần nói, hôm nay ai dám mở miệng nói tiêu diệt nhà họ Tiêu thì phải bước qua xác tôi trước. Vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Đoàn Hải Long nhìn thẳng về phía Lý Thuần Phong. Bước qua xác ông trước ư? Vậy được thôi, mũi chân Đoàn Hải Long chạm đất, động tác nhanh như thỏ, đồng thời vung tay lên đánh mạnh vào lồng ngực Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong vốn đã bị thương nặng, đâu còn sức để tránh né. Cú đánh của Đoàn Hải Long đánh thẳng vào lồng ngực khiến cơ thể của cụ ấy như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Phụt, cơ thể vừa rơi xuống đất, Lý Thuần Phong lập tức phun ra một vũng máu, ngay sau đó ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đoàn Hải Long liếc xéo Lý Thuần Phong và đại trưởng lão, rồi lại nhìn Độ Thiên Chân Nhân đang bị thương nặng, cười ha hả đắc ý nói, Khương Vi Nhan, bây giờ tôi rất muốn xem còn ai chống lưng cho cô nữa. Cô cũng nghe thấy rồi đấy, có người muốn nếm thử mùi vị của cô, nhưng tôi có thể thay cô quyết định, chỉ cần cô chịu giao hai đứa con của Tiêu Chính Văn ra thì tôi có thể giúp cô chết một cách thoải mái. Để tránh việc cô bị làm nhục trước lúc chết, cắm sừng Tiêu Chính Văn tới Âm Tào địa phủ. Ha ha ha. Đoàn Hải Long nói đến đây, đắc ý cười phá lên. Đám người xung quanh cũng nhao nhao ngửa mặt cười ha hả. Trương Hách Tuyên vừa cười vừa nhìn vào Khương Vi Nhan, trong mắt tràn đầy ý đồ gian ác. Nếu như vừa nãy không phải có người nhắc nhở, thì suýt chút nữa ông ta đã lãng phí người đẹp này rồi. Các ông đừng nằm mơ. Khương Vi Nhan nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt thành nắm đấm. Chuyện cho tới nước này, cầu xin cũng vô dụng, chỉ có liều chết đánh một trận. Cho dù có chết, cũng tuyệt đối không thể để Tiêu Chính Văn ở nơi chín suối chịu sự nhục nhã này. Nghĩ đến đây, Khương Vi Nhan hạ quyết tâm, biết rõ không đánh lại, nhưng cô vẫn xông lên định giết Đoàn Hải Long. Tuy rằng Khương Vi Nhan từng được Tiêu Chính Văn chỉ dạy, có thể nghênh chiến với cảnh giới chủ soái chỉ bằng cảnh giới chiến thần, nhưng khoảng cách giữa cô và Đoàn Hải Long thật sự quá lớn. Đoàn Hải Long thậm chí còn không quay đầu lại, tùy ý đánh ra một cú. Khương Vi Nhan chỉ cảm thấy mình đụng phải một bức tường khí, rồi sau đó cả người bay thẳng ra ngoài. Bụp, Khương Vi Nhan ngã phịch xuống đất, vừa định đứng dậy lại cảm thấy cổ họng có vị ngọt nhẹ, miệng lập tức phun ra một vũng máu. Chỉ một ngọn lửa mà lại muốn so sánh với ánh trăng ngà. Đúng là chán sống, lúc nãy ai muốn cắm sừng Tiêu Chính Văn thì giờ có thể tùy ý được rồi. Chương 1969. Đoàn Hải Long hất tay lên,
rồi lập tức xoay người lại. Ha ha, tiếc cho thằng Tiêu Chính Văn chết sớm, nếu hắn không có phúc hưởng thụ, vậy để tôi giúp Tiêu Chính Văn làm chuyện vất vả này. Trương Hách Tuyên vừa nói vừa đá văng đại trưởng lão ra, bước về phía Khương Vi Nhan. Ông đừng tới đây, nếu không, tôi sẽ chết trước mặt ông. Khương Vi Nhan đột nhiên từ bên hông rút ra một con dao găm, kề sát cổ họng mình. Ha ha, Trương Hách Tuyên ngửa mặt lên cười nói, nhà họ Trương tôi canh giữ mộ tổ long mấy đời nay, không quan tâm đến những thứ này, huống hồ người mới chết thì cơ thể vẫn còn ấm. Trương Hách Tuyên, ông thật vô liêm sỉ. Không ngờ, người nhà họ Trương đều là loại xúc sinh không biết xấu hổ. Đại trưởng lão tức hộc máu, lên tiếng mắng chửi. Loại hành vi này còn không bằng đám côn đồ vô lại ngoài đường phố. Trong dòng lịch sử dài dằng dặc mấy nghìn năm của Hoa Quốc, nhà họ Trương vẫn luôn được hưởng đặc quyền. Rõ ràng lời nói của Trương Hách Tuyên đã khiến ấn tượng của đại trưởng lão với toàn bộ nhà họ Trương cũng giảm xuống mấy bậc. Sự kính trọng trước kia đã sớm không còn tồn tại. Ha ha, thể diện ư? Thế nào gọi là thể diện? Sau khi tôi mây mưa với cô ta, rồi giết cả nhà cô ta thì ai có thể nói ra nói vào chứ? Hơn nữa, mọi người ở đây cũng đâu phải chỉ có mình tôi có ý tốt đó phải không nào? Trương Hách Tuyên nói xong còn liếm khóe môi, nhìn mọi người ở phía sau. Ngay tức khắc, 20-30 cặp mắt lóe lên ánh sáng xanh, đồng thời đặt tầm mắt trên người Khương Vi Nhan. Sao còn chưa ra tay? Đoàn Hải Long lạnh lùng thúc giục. Phút phút phút, mười mấy bóng đen chợt lóe lên, lập tức bao vây Khương Vi Nhan ở giữa. Dù tôi có chết cũng sẽ không để cho các người được như ý. Mắt Khương Vi Nhan chứa đầy nước mắt căm hận, cô giơ dao găm lên, đang định đâm vào ngực mình. Vi Nhan, dừng tay, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét lớn bỗng truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, không chỉ có Khương Vi Nhan như bị điện giật, mà ngay cả đám người Đoàn Hải Long cũng hết sức chấn động. Không sai, bọn họ vô cùng quen thuộc với chủ nhân của giọng nói này, Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chưa chết sao? Chương 1970. Đoàn Hải Long đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng người màu trắng lóe lên trước mắt Đoàn Hải Long trong nháy mắt. Ngay sau đó, mười mấy người đang vây quanh Khương Vi Nhan, đồng loạt nổ tung, máu bắn tung tóe. Cho dù Trương Hách Tuyên kịp thời phản ứng, vẫn bị đánh bay tại chỗ, bay xa 7-8 mét mới dừng lại. Còn mười mấy người còn lại đều chết tại chỗ. Chồng, chồng ơi, Khương Vi Nhan ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, con dao găm vẫn còn đặt trước ngực. Vi Nhan, để em chịu ấm ức rồi, đến đây, anh dìu em. Tiêu Chính Văn nói xong, chìa tay về phía Khương Vi Nhan, Khương Vi Nhan vô thức ném dao đi, nắm lấy tay Tiêu Chính Văn, chậm rãi đứng lên từ dưới đất. Chủ thượng, thuộc hạ, vô dụng, Độ Thiên Chân Nhân tay ôm ngực, yếu ớt nói. Tiêu Chính Văn nhìn Độ Thiên Chân Nhân, khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã biết Độ Thiên Chân Nhân từng cố gắng hết sức. Sau đó, ánh mắt anh dừng trên người đại trưởng lão, thấy một cánh tay của đại trưởng đã bị phế bỏ, hai mắt không ngừng chảy mắt, trong mắt anh lập tức lóe lên tia sáng lạnh lùng. Tiêu Chính Văn, cậu vẫn chưa chết ư? Đoàn Hải Long hơi giật mình nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nhưng biểu cảm của cụ ta không mảy may sợ hãi. Ngày hôm đó, khi ở Thương Lĩnh, sở dĩ Tiêu Chính Văn có thể an toàn trở về, hoàn toàn là dựa vào Nhạc Trung Kỳ. Hôm nay, dù Tiêu Chính Văn chưa chết thì đã sao? Có người đã tận mắt nhìn thấy xác của Nhạc Trung Kỳ, hôm nay những người đến nhà họ Tiêu hỏi tội đều là người có thực lực. Đừng thấy không đông lắm mà lầm, bọn họ đều là những cao thủ của Liên Minh Võ Thuật hoặc các đại danh sơn. Bất ngờ lắm sao, Đoàn Hải Long, ông còn nhớ ngày đó ông đã thề gì không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Đoàn Hải Long. Thề ư, nghe thấy vậy, Đoàn Hải Long không khỏi cười khẩy nói, đó chẳng qua chỉ là mưu kế của tôi thôi. Nếu không có Nhạc Trung Kỳ thì cậu còn có thể sống đến ngày hôm nay sao? Đáng tiếc, Nhạc Trung Kỳ đã không còn nữa, hôm nay không chỉ có cao thủ Hoa Sơn, còn có cao thủ Hằng Sơn, nhà họ Trương cũng cử người tới hỏi tội, cậu cho rằng cậu có thể sống sót sao? Nếu như tôi là cậu, nhất định sẽ mai danh ẩn tích, tuyệt đối không xuất hiện, nhưng như thế cũng tốt, sau này chúng tôi sẽ bớt một mối phiền toái. Đoàn Hải Long vừa dứt lời, mười mấy đệ tử danh Sơn sau lưng cụ ta, nhao nhao nhảy ra trước một bước. Bọn chúng cứ như gặp phải kẻ thù không đội trời chung.
Chương 1971. Dù Tiêu Chính Văn chỉ có một mình nhưng chiến tích ở núi Thương Lĩnh đã khiến mọi người không thể theo kịp. Đối phó với người như vậy, phải dùng hết sức, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội nghỉ ngơi. Cánh tay của đại trưởng lão là do ai đánh gãy? Tiêu Chính Văn vốn dĩ không thèm quan tâm đến đoàn Hải Long, mà anh chú ý đến cánh tay của đại trưởng lão, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng lướt qua khuôn mặt mọi người. Là tôi, Trương Hách Tuyên chỉ bị thương nhẹ, lúc này, ông ta nhìn thấy mọi người đều chuẩn bị chống lại Tiêu Chính Văn nên bỗng chốc trở nên dũng cảm hơn. Có điều, Trương Hách Tuyên chưa kịp định thần, đã thấy Tiêu Chính Văn đưa một tay ra rồi nắm lại ở giữa không trung. Vút, một sức lực mạnh mẽ vô hình đẩy thẳng Trương Hách Tuyên ra. Trương Hách Tuyên cố hết sức khống chế cơ thể mình, nhưng vẫn không tự chủ được mà bay về phía Tiêu Chính Văn. Mẹ kiếp, Trương Hách Tuyên sợ đến mức rợn tóc gáy, con người thiếu chút nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Nhìn thấy cơ thể mình cách Tiêu Chính Văn càng lúc càng gần, Trương Hách Tuyên suýt chút nữa đã tè ra quần. Cứu tôi, Trương Hách Tuyên vừa mới kêu lên đã bị Tiêu Chính Văn bóp chặt cổ. Ông ta còn muốn gào thét, nhưng cổ họng hoàn toàn không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Là ông chặt đứt tay của đại trưởng lão à? Tốt lắm, thế thì tôi chặt hai cánh tay của ông. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa nắm lấy tay Trương Hách Tuyên, bất ngờ dồn sức xuống dưới, rắc rắc. Hai chân của Trương Hách Tuyên đồng thời bị đánh gãy, lún vào mặt đất, thậm chí ông ta chưa kịp kêu la thảm thiết, chỉ thấy một sức lực vô hình đột nhiên đè nặng lên hai vai. Răng rắc, răng rắc, cùng với âm thanh lanh lảnh vang lên, hai tay Trương Hách Tuyên đồng thời bị đánh gãy. Một cảm giác đau nhức bứt rứt, từ hai chân rồi đến cánh tay truyền tới trong nháy mắt, đau đến mức Trương Hách Tuyên gào thét thê thảm hệt như lợn bị chọc tiết. Cứu, cứu, cứu tôi! Trương Hách Tuyên quỳ dưới đất, lớn tiếng kêu rên. Nhưng hoàn toàn không có ai dám đến gần ông ta. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khác thường. Chương 1972. Cảnh tượng vừa nãy chỉ diễn ra chưa tới một giây. Từ khi Trương Hách Tuyên bị bắt, đến khi hai chân hai tay của ông ta bị đánh gãy, dường như chỉ trong nháy mắt, điều này có nghĩa là gì? Thực lực chênh lệch quá lớn. Ngay cả cơ hội chống cự, Trương Hách Tuyên cũng chẳng có. Cho dù ông ta chỉ là một thành viên bình thường trong nhà họ Trương, nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Hơn nữa, ông ta còn có bí kíp của nhà họ Trương là Tam Tuyệt Trận. Người như thế lại bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức không còn sức chống trả, vậy đám bọn họ, có thể mạnh hơn Trương Hách Tuyên bao nhiêu? Hai mắt Đoàn Hải Long lóe sáng liếc xéo Tiêu Chính Văn, giờ phút này, cụ ta cũng cảm thấy sự khác biệt của Tiêu Chính Văn. Sự thản nhiên đó, sự bình tĩnh đó, sự tự tin đó. Chẳng lẽ, không, Đoàn Hải Long lập tức xóa bỏ suy đoán trong lòng mình, bây giờ Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới hơn 20, chưa đến 30 tuổi, trong lịch sử Hoa Quốc, cường giả cảnh giới thiên thần trẻ tuổi nhất là Bạch Khởi. Nhưng năm đó, Bạch Khởi 36 tuổi, mới có thể đột phá cảnh giới thiên thần. Hai mắt đại trưởng lão cũng là do ông phế bỏ sao? Tiêu Chính Văn giơ chân lên, dùng giày chiến dẫm lên bả vai của Trương Hách Tuyên, lạnh lùng hỏi. Trương Hách Tuyên nhìn thấy dường như đầu ngón tay của Tiêu Chính Văn đang có một luồng sáng trắng lưu chuyển nên vội vàng lắc đầu nói, không. Không phải tôi, là Minh Chủ Đoàn. Nói đến đây, Trương Hách Tuyên bật khóc. Ông ta vẫn đang chảy máu không ngừng, nếu không được cứu chữa, ông ta cũng sẽ chết vì mất máu. Nhưng giờ phút này, vốn chẳng có ai quan tâm đến sự sống chết của ông ta. Đoàn Hải Long, ông thật to gan, dám đánh trưởng lão võ tông trọng thương. Tiêu Chính Văn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đoàn Hải Long. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu đừng cố làm ra vẻ. Trước kia đã để cậu chạy thoát, hôm nay, cậu buộc phải chết. Đoàn Hải Long tức giận gào lên, sau đó phất tay. Một đám mây màu xám trắng bao phủ trên bầu trời biệt thự nhà họ Tiêu. Thiên Tinh Đại Trận, Độ Thiên Chân Nhân không khỏi giật mình, Đoàn Hải Long đã bố trí trận pháp này từ khi nào? Chủ thượng, Độ Thiên Chân Nhân cố nén đau đớn, giận dữ đứng dậy, muốn tiến lên. Độ Thiên, ông nghỉ ngơi đi, yên tâm giao cho tôi là được. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay, coi như không thấy gì, sau đó đi về phía Đoàn Hải Long. Chương 1973. Mỗi bước tiến về phía trước, chân của Tiêu Chính Văn như đang đi trên mặt nước,
từng đám gợn sóng hiện ra, mây đen trên bầu trời cũng thay đổi theo. Dường như có một sức lực vô hình, tạo thành một vòng xoáy, những đám mây trong phạm vi trăm cây số đều tụ tập về phía vòng xoáy này. Chẳng bao lâu, một vòng xoáy đen khổng lồ tựa như nối liền trời đất đã thành hình. Ở bên ngoài phạm vi vòng xoáy, ánh chớp le lói, điều càng kỳ lạ hơn nữa là không ai có thể cảm nhận được một cơn gió nhẹ nào. Đùng đoàng, mồ hôi lạnh từ trán Đoàn Hải Long rơi tí tách. Thiên tinh đại trận của cụ ta đã bị phá vỡ. Tiêu Chính Văn quả thật đã đột phá cảnh giới. Cảnh giới thiên thần. Đoàn Hải Long vừa lẩm bẩm, vừa lùi lại. Rất bất ngờ nhỉ, Đoàn Hải Long, ông tưởng rằng, các ông người đông thế mạnh nên có thể thích làm gì thì làm sao. Thành thật nói cho ông biết, ngoại trừ đại trưởng lão và trưởng lão tông miếu ra, tất cả mọi người ở đây hôm nay đều phải chết. Biểu cảm Tiêu Chính Văn vô cùng lạnh lùng, dường như không phải anh đang nói về chuyện của hàng chục mạng sống, mà đang nói về việc nghiền nát vài chục con kiến. Cường giả cảnh giới thiên thần, dù chỉ là thiên thần một sao thì cảnh giới thiên vương cũng tuyệt đối không thể so sánh được. Trong mắt cường giả cảnh giới thiên thần sớm đã coi thường mọi thứ. Vạn vật sống chết có số, kẻ đáng chết ắt phải chết. Thế nên, khi đạt tới cảnh giới thiên thần sẽ không còn dễ bị chọc giận. Hơn nữa sát khí đã được thu vào trong, người bình thường hoàn toàn không thể thấy được sát khí đáng sợ đó. Nhưng sinh tử thường chỉ nằm trong suy nghĩ của đối phương. Anh nói gì cơ? Một đệ tử Hoa Sơn kinh ngạc hỏi, Tiêu Chính Văn, anh có biết chúng tôi là ai không? Đắc tội với Hoa Sơn, cho dù anh là cường giả cảnh giới thiên thần, phù. Tiêu Chính Văn chỉ tay, lập tức có một tia sáng bạc từ ngón tay Tiêu Chính Văn lao thẳng vào cơ thể của đệ tử Hoa Sơn. Giây tiếp theo, đệ tử Hoa Sơn hóa thành một làn xương máu. Dầm, mọi người có mặt ở đó đều thấy ớn lạnh. Hai chân Đoàn Hải Long mềm nhũn, phịch, cụ ta quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, Tiêu, vua Bắc Lương. Tôi nhất thời hồ đồ, tin vào, lời vu khống của những kẻ hèn hạ, cho nên, xin vua Bắc Lương hãy tha lỗi cho tôi. Đoàn Hải Long vừa nói, vừa dập đầu xuống như gà mổ thóc. Nhìn thấy Đoàn Hải Long khuất phục trong nháy mắt, đám người còn lại nhao nhao làm theo, khi đối mặt với cường giả cảnh giới thiên thần, chống đối chỉ càng chết thảm hơn. Chương 1974. Vua Bắc Lương, chúng tôi đều nghe lời vu cáo của kẻ xấu nên mới tới đây hỏi tội, cầu xin anh, hãy tha cho chúng tôi. Vua Bắc Lương, tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn vợ con, xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi. Tôi không bao giờ dám gây sự với cậu và vợ cậu nữa, từ giờ trở đi tôi sẽ ẩn cư trên núi, không bao giờ chạy lung tung nữa. Cả đám người quỳ xuống dạp xuống đất, liên tục dập đầu nhận tội, khóc tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Tiêu Chính Văn quay đầu lại, nói với Khương Vi Nhan, em có nghĩ nên tha cho bọn họ không? Ngay khi nói những lời này, Đoàn Hải Long đang sốt ruột chờ đợi bèn đổi hướng quỳ, soạt một cái quỳ ngay trước mặt Khương Vi Nhan. Bắt đầu dập đầu. Không thể, Khương Vi Nhan nghiến răng, lạnh lùng nói ra hai từ này. Cả đời này Khương Vi Nhan không bao giờ quên được cảnh tượng vừa nãy. Đại trưởng lão bị đánh gãy tay, chỉ liếc nhìn Đoàn Hải Long mà cũng bị hủy cả đôi mắt. Mấy người này đều là loại người vô cùng tàn ác. Không phải do Khương Vi Nhan tàn nhẫn, mà là đối tốt với kẻ xấu chính tàn ác với mình. Nếu không phải Tiêu Chính Văn tới kịp lúc thì cô hiểu rõ mạng sống của hai đứa con Tiêu Chính Văn, thậm chí cả đại trưởng lão Tông Miếu, Độ Thiên Chân Nhân và tất cả đệ tử của Thiên Kiếm Tông đều sẽ chết. Cô tin rằng, cho dù cô có cầu xin thế nào, những người này tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô. Bây giờ, chỉ vì Tiêu Chính Văn đạt tới cảnh giới thiên thần, trở thành cấp bậc mà bọn họ không thể nào với tới, mấy người này lập tức dùng nước mắt cá sấu tỏ vẻ đau khổ cầu xin. Nếu có một ngày, Tiêu Chính Văn xảy ra sơ suất gì, nhất định mấy người này sẽ nhảy ra đầu tiên, báo thù Tiêu Chính Văn. Sếp Khương, cô luôn là người có tấm lòng Bồ Tát, nể tình chúng tôi lần đầu phạm tội, cô hãy tha cho chúng tôi lần này đi, chúng tôi nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của cô đâu. Đoàn Hải Long vừa khóc lóc cầu xin, vừa dập đầu bùm bụp. Tha cho các người ư, vừa nãy đại trưởng lão khổ sở khuyên ngăn, các người đã nói những gì? Các người luôn miệng nói, kể cả thiên tử tới cũng không cứu nổi nhà họ Tiêu, cũng không giữ được mạng của hai đứa con nhà họ Tiêu. Còn định làm nhục tôi,
để cho Tiêu Chính Văn dưới suối vàng cũng bị xúc phạm danh dự. Lòng dạ mấy người còn độc hơn cả rắn, thủ đoạn của mấy người khiến người ta căm phẫn. Bây giờ mấy người mới cầu xin tha thứ, có phải là quá muộn rồi không? Khương Vi Nhan nói xong, bèn chỉ tay vào đại trưởng lão nói, các người hỏi đại trưởng lão xem, bị các người đánh gãy tay, chọc mù hai mắt thì liệu có nể tình các người là lần đầu phạm tội hay không? Chương 1975. Dứt lời, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, vua Bắc Lương. Đám người vô liêm sỉ này phải bị ngàn dao đâm chém, giết từng người một. Trừ hại cho Hoa Quốc, trừ hại cho thiên hạ. Thế nào, các ông lên đường đi. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh lùng vang lên, sau đó anh vẫy tay, mấy chục kim bạc bay thẳng từ tay áo của Tiêu Chính Văn ra. Vù, 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 chỉ thấy trước mặt, từng màn xương máu bắt đầu nổ tung, Khương Vi Nhan vô thức nhắm mắt lại. Tuy rằng cô cũng căm hận những kẻ vô liêm sỉ này, nhưng nhìn thấy mấy chục mạng sống sờ sờ trước mắt mình nổ thành xương máu trong nháy mắt, cô cũng khó tránh khỏi cảm giác run sợ. Cùng với từng màn xương máu nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại hai người Đoàn Hải Long và Trương Hách Tuyên. Lúc này, Đoàn Hải Long đâu còn dáng vẻ uy phong khí thế như vừa nãy nữa. Cụ ta đã bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy, quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cường giả cảnh giới thiên thần quá đáng sợ. Không chỉ phi kim bạc giết người, chỉ riêng khí kình cũng có thể làm nổ tung cường giả cảnh giới thiên vương. A a a, gương mặt Đoàn Hải Long kề sát mặt đất, không tự chủ được phát ra những tiếng rên thảm thiết, lần đầu tiên cụ ta cảm nhận được cận kề cái chết là thế nào. Dường như chỉ cần Tiêu Chính Văn giơ tay lên, cả đời cụ ta sẽ tới điểm kết thúc ngay lập tức. Ông vừa nói gì cơ, cường giả là số một, lời cường giả nói chính là lý lẽ. Là chính nghĩa đúng không? Tiêu Chính Văn nâng giày lên, đạp vào gáy Đoàn Hải Long, lạnh lùng chất vấn. Không không không, lý lẽ công đạo, đều ở lòng người, tôi thật sự sai rồi, cầu xin cậu, nể tình tôi là minh chủ của liên minh võ thuật mà tha cho tôi đi, tôi nhất định sẽ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, không cáo mượn oai hùm nữa. Giọng của Đoàn Hải Long cũng thay đổi, đủ thấy cụ ta đang sợ hãi tới cực hạn. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể của Đoàn Hải Long truyền tới một loạt âm thanh rôm rốp. A a a, Đoàn Hải Long vừa nãy vẫn còn quỳ trên mặt đất, đột nhiên cơ thể cụ ta duỗi thẳng ra, trên dưới toàn thân xuất hiện hơn 200 vết thương trong nháy mắt. Mọi khớp xương đều bị Tiêu Chính Văn đánh nát. Lúc này, ngoại trừ việc kêu rên thảm thiết, ngay cả động đậy ngón tay, cũng trở thành một hy vọng xa vời với Đoàn Hải Long. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Hách Tuyên bị dọa sợ chết khiếp, tay vò chặt vạt quần. Hai hàng nước mắt hối hận không ngừng chảy ra. Chương 1976. Tiêu Chính Văn xoay người đi đến trước mặt Trương Hách Tuyên, lạnh lùng liếc nhìn, sau đó anh chỉ tay khiến cả người Trương Hách Tuyên lập tức bay ra ngoài. Phịch, Trương Hách Tuyên đập mạnh xuống đất hệt như một đống thịt nát, toàn bộ xương cốt trên người đều bị khí kình mạnh mẽ đánh tan tành. Trương Hách Tuyên đau đến mức ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không hét ra được, chỉ có thể há hốc miệng. Trong đôi mắt hằn lên tia máu. Đại trưởng lão, để tôi xem đôi mắt của ông. Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt đại trưởng lão, đưa tay đè lên đôi mắt của ông ta. Đại trưởng lão không nhịn được rên lên mấy tiếng, máu bầm trong mắt chảy ra, lúc này Tiêu Chính Văn mới đứng dậy nói, đại trưởng lão, mắt của ông không có gì đáng ngại nữa, nhưng ông tuyệt đối không được mở mắt ra trong một tháng tới. Một tháng sau, mắt của ông sẽ có thể tự động phục hồi như cũ. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn vẫy tay, gọi hai người giúp việc mang hộp thuốc tới, sau đó lại giúp đại trưởng lão băng bó một hồi, lúc này mới gọi người đỡ mấy người đại trưởng lão vào phòng khách. Chủ thượng, cũng may cậu đến kịp thời, nếu không phu nhân đã bị, Tiêu Chính Văn nhìn lướt qua hai đống thịt nát ở cửa, lạnh lùng nói, sau này nếu còn kẻ nào có những hành vi tương tự như vậy thì cứ thẳng tay giết chết. Đương nhiên, người mà anh muốn nhắc đến là người của những tông môn khác. Chứ không phải nhân vật cấp bậc như Đoàn Hải Long. Thực lực của Độ Thiên Chân Nhân lúc này, quả thực có khoảng cách quá lớn so với Đoàn Hải Long. Vâng, thưa chủ thượng, Độ Thiên Chân Nhân yếu ớt gật đầu. Tiêu Chính Văn lại đi đến trước mặt Lý Thuần Phong, lấy một viên thuốc màu đen ra cho cụ ấy uống, giúp cụ ấy hồi phục vết thương. Tiêu Chính Văn, vừa nãy thấy cậu chỉ giơ tay đã có thể đánh bại đám người Đoàn Hải Long trong tích tắc, hơn nữa vừa ra tay. Mười mấy tên cảnh giới thiên vương cấp 3 sao cũng cùng lúc mất mạng,
bây giờ có phải cậu đã đạt đến cảnh giới thiên thần rồi không? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, bây giờ anh chỉ vừa mới bước vào cảnh giới thiên thần. Có thể xem là chuẩn cảnh giới thiên thần, hơn nữa cảnh giới chưa vững chắc, cần ít nhất một tháng để ổn định cảnh giới. Không ngờ Hoa Quốc của chúng ta lại có một cường giả thiên thần ở độ tuổi hơn 20, đúng là chuyện đáng mừng. Lý Thuần Phong nở nụ cười hài lòng nói. Từ xưa đến nay, chưa ai có thể phá được kỷ lục cảnh giới thiên thần của Bạch Khởi ở năm 36 tuổi. Tiêu Chính Văn à, bây giờ cậu đã là người đầu tiên trong lịch sử rồi. Trên mặt đại trưởng lão cũng nở một nụ cười. Lúc này, ông ta cảm thấy đôi mắt của mình bị thương cũng rất đáng. Chương 1977. Hai vị, không dám giấu gì hai người, bên Âu Lục đã có hành động lớn rồi, theo tôi được biết. Trong vòng 10 ngày, thỏa thuận cảnh giới thiên thần không được can thiệp vào giới thế tục sẽ bị hủy bỏ. Hơn nữa, trong vòng nửa tháng, Học viện Võ thuật của Âu Lục cũng sắp khai giảng, tôi nghe nói, ngay cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng là cao thủ cảnh giới thiên thần, đây rõ ràng là muốn nhằm vào Hoa Quốc chúng ta. Còn nữa, trong học viện cũng sẽ tổ chức thi đấu, nước thua cuộc rất có khả năng phải trả một cái giá rất thê thảm. Những câu nói này của Tiêu Chính Văn chứa một lượng tin tức vô cùng lớn. Cái gọi là Học viện Võ thuật thực ra chính là một tổ chức trấn áp tất cả các nước, mà người kiểm soát tổ chức này chính là 10 gia tộc lớn. Những người có võ thuật đứng đầu trên toàn thế giới đều tập trung tại đây, cho dù bọn họ nhắm vào nước nào thì cũng không cần phải gây chiến gì cả, chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn trong học viện, đã có thể đạt được ý đồ. Trước đây Tiêu Chính Văn cũng không đoán trước được thủ đoạn này. Nhưng từ tình báo mà gia tộc Azure Lan Chi truyền ra ngoài, lại khiến cho Tiêu Chính Văn không thể xem thường Học viện Võ thuật của Âu Lục. Gì cơ, ý cậu là Học viện Võ thuật này có ý nghĩa thay thế quốc gia sao? Sau khi nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Lý Thuần Phong cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đúng thế, nếu chỉ đơn thuần là Học viện Võ thuật, đương nhiên không thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng lại cùng thời gian với việc hủy bỏ thỏa thuận cảnh giới thiên thần thì quá đáng ngờ. Tiêu Chính Văn trầm ngâm nói. Đúng, nếu như thỏa thuận bị hủy bỏ thì cường giả cảnh giới thiên thần cũng có thể gia nhập học viện võ thuật, cũng đồng nghĩa với việc tập trung một số lượng lớn các cường giả cảnh giới thiên thần trên toàn thế giới lại với nhau. Ý của học viện chính là ý của cường giả cảnh giới thiên thần, như vậy, nước nào dám không nghe lời cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với những cường giả cảnh giới thiên thần trên toàn thế giới. Vẻ mặt Lý Thuần Phong nghiêm trọng phân tích. Âm mưu này đúng là ác độc. Cho dù là nước nào cũng không thể chống đối lại được với cường giả cảnh giới thiên thần, đến cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, thậm chí ngay cả Hoa Quốc cũng không ngoại lệ. Chẳng trách vừa rồi đám người đoàn Hải Long lại ngông cuồng như vậy. Không sai, do đó tôi mới phải dùng một thân phận khác để đến Học viện Võ thuật Âu Lục, vừa hay, có thể mượn sự việc trên núi Côn Luân để cả thế giới đều cho rằng tôi đã chết, có thể bớt đi không ít phiền phức. Tiêu Chính Văn trầm ngâm nói. Vậy, những người lúc nãy vừa thả đi, bọn họ sẽ không, Lý Thuần Phong hơi lo lắng nói. Đúng như những gì Tiêu Chính Văn nói, không nên tha cho những người lúc nãy, cho dù không giết cũng phải giam lỏng bọn họ. Không cần, tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, bởi vì đối với bọn họ mà nói, chỉ có hại chứ không lợi. Nhưng tôi hy vọng Tông Miếu hoặc Võ Tông có thể đứng ra tiếp quản chuyện này. Chương 1978. Ý của Tiêu Chính Văn rất đơn giản, anh không thể đơn phương độc mã đi đến Âu Lục một mình, cho dù là đưa tin, cũng cần phải có người. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu nói, chuyện này e rằng không dễ đâu, Võ Tông vẫn luôn dốc sức vì giới chính trị, bây giờ, ngay cả hạng người như đoàn Hải Long cũng biết được tin tức xác thực của Học viện Võ thuật, mà Võ Tông lại hoàn toàn không hay biết gì, việc này cũng đã nói rõ vấn đề rồi. Đối phương rõ ràng là có ý muốn qua mặt giới chính trị. Lén lút sắp đặt chuyện này sau lưng chúng ta, vì vậy, cá nhân tôi cho rằng, nhân lúc đoàn Hải Long bị thương nặng, chỉ bằng cậu tiếp quản liên minh võ thuật luôn đi. Lý Thuần Phong nghe đến đây, cũng gật đầu lia lịa nói, với thực lực của cậu, lúc này tiếp quản liên minh võ thuật thì có trưởng lão nào dám phản đối chứ? Đến lúc đó, cậu đi Âu Lục với tư cách là phó minh chủ của liên minh võ thuật, cũng sẽ không có ai nghi ngờ cậu. Tiêu Chính Văn trầm tư trong chốc lát, khẽ gật đầu. Ngay sau đó những đệ tử của Thiên Kiếm Tông nói vọng ra ngoài cửa, trói đoàn Hải Long lên giá. Chúng ta sẽ ghé thăm trụ sở của Liên minh Võ thuật trong đêm nay. Chẳng mấy chốc,
Đoàn Hải Long đã bị mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông trói trên giá rồi khiêng vào. Đừng thấy toàn thân xương cốt của Đoàn Hải Long đã bị gãy mà lầm, suy cho cùng cụ ta vẫn còn một chút hơi thở. Đoàn Hải Long, tôi hỏi ông muốn sống hay muốn chết? Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa vươn tay lấy con dao gọt trái cây từ trên bàn. Với thực lực của Tiêu Chính Văn bây giờ, đừng nói là một con dao gọt trái cây, cho dù là một cây kim châm cũng có thể đánh Đoàn Hải Long thành một đống xương máu trong tức khắc. Ánh mắt của Đoàn Hải Long vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Tuy rằng cụ ta lúc này đã hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế không thể tự lo cho bản thân, nhưng có một câu nói rất hay, thà sống nhục còn hơn chết. Dù chỉ còn một hơi thở, ai lại muốn chết chứ? Tiêu, vua Bắc Lương, tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Đoàn Hải Long khóc nức nở. Được, tôi có thể cho ông được toại nguyện, chuyện hôm nay tôi có thể không truy cứu nữa, nếu không, ông sẽ giống như những người kia, ngay cả xác cùng không tìm được. Nói đến đây, Tiêu Chính Văn chuyển chủ đề, nói với Đoàn Hải Long, nói đi, ông và những gia tộc của Âu Lục rốt cuộc còn có âm mưu gì, ông còn biết được bao nhiêu tin tức liên quan học viện võ thuật. Nghe Tiêu Chính Văn hỏi tới chuyện này, trán của Đoàn Hải Long lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu như nói thẳng ra thì cái mạng nhỏ này của cụ ta cũng khó mà giữ được. Vua Bắc Lương, tôi có thể nói, nhưng cậu phải đảm bảo với tôi, cậu không thể giết tôi. Đoàn Hải Long hoảng sợ nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Lúc này đừng nói Đoàn Hải Long đối mặt với cao thủ cảnh giới thiên vương, dù đó là một người bình thường cũng có thể dễ dàng lấy mạng cụ ta. Chương 1979. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có hứng thú ra tay với người không có chút uy hiếp nào. Học viện võ thuật chỉ là một vỏ bọc, mục đích là muốn chèn ép Hoa Quốc để thiên tử Hoa Quốc mất uy tín, sau đó người võ tông bọn tôi mới có thể tung hoành lật đổ thiên tử. Cuối cùng xây dựng đất nước bằng võ thuật, nâng đỡ một tên ngu ngốc lên làm thiên tử, sau đó chia cắt Hoa Quốc, đây chính là mục đích cuối cùng của họ, nhưng người bàn bạc với họ không chỉ có tôi. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong đó thôi, không có tiếng nói gì, nhân vật tầm cỡ thật sự là mấy trưởng giáo và trưởng môn của Hoa Sơn, Hằng Sơn, Thiên Sơn, họ mới là người chỉ đạo thật sự trong chuyện này. Một minh chủ của liên minh võ thuật nhỏ bé như tôi không xứng xách giày cho họ nữa, tôi chỉ là tay sai vặt thôi, thế nên mong vua Bắc Lương giơ cao đánh khẽ. Nghe đến đây, mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Bỗng chốc ba trong số năm đại danh sơn của Hoa Quốc đều có liên quan đến chuyện này, hơn nữa Thiên Sơn cũng có tên trong đó. Nói cách khác, nhà họ Trương cũng có khả năng tham gia vào trong chuyện này. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn cau mày nói, thế họ định chèn ép Hoa Quốc thế nào? Thông qua cuộc thi 3 tháng một lần, người Hoa Quốc cử ra đều là cao thủ chủ soái có thực lực khá yếu, còn bên Âu Lục lại cử đến toàn là cao thủ cảnh giới thiên vương 3 sao. Cảnh giới chủ soái không thể nào đạt đến cảnh giới thiên vương 3 sao trong 3 tháng ngắn ngủi. Mỗi khi thua trận đấu, bên thua sẽ giao phần đất lãnh thổ của mình ra hoặc đưa tiền cho bên thắng, cứ như thế lặp lại 3 lần thiên tử sẽ cắt nhượng một vùng lớn lãnh thổ, chắc chắn sẽ mất hết uy tín. Đến lúc đó, người dân nổi giận, thiên tử chỉ đành phải từ chức. Nghe thế Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm vang lên tiếng rắc. Mấy quốc gia hung bạo này vẫn luôn lăm le lãnh thổ Hoa Quốc chúng ta. Đại trưởng lão và Lý Thuần Phong tức đến độ ngực phập phồng. Vậy nếu tôi trà trộn vào trong học viên được cử đến Âu Lục đó thì sao? Tiêu Chính Văn dửng dưng nói. Được, nhưng trước lúc đó bên Âu Lục sẽ cho người đến đây kiểm tra, chỉ là phải xem cậu có thể qua được tai mắt của đám người đó hay không. Chỉ cần họ phát hiện ra cậu là cường giả trên cảnh giới chủ soái thì tuyệt đối sẽ không cho cậu đến Âu Lục. Ngược lại Hoa Quốc sẽ vì thế mà mất đi một người đến đó. Đoàn Hải Long run giọng nói. Tiêu Chính Văn gật đầu rồi vẫy tay với hai đệ tử Thiên Kiếm Tông bên cạnh. Hai đệ tử Thiên Kiếm Tông hiểu ý kéo Đoàn Hải Long ra ngoài. Sau đó Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lúc rồi mới rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Jason. Khoảng mười mấy phút sau, Jason gọi điện đến. Chương 1980. Tiêu Chính Văn nhận máy, Jason, chuyện học viện võ thuật thế nào rồi? Chủ nhân, khoảng nửa tháng sau học viện võ thuật sẽ khai giảng, nhưng tôi đang cố gắng dành suất đến Hoa Quốc nghiệm thu học viên, vốn định đợi đến lúc lấy được suất mới gọi cho anh. Jason nhỏ giọng nói trong điện thoại. Ồ, anh chắc được bao nhiêu phần trăm?
Tiêu Chính Văn hờ hững hỏi. 70%, vì lần trước tôi xử lý rất tốt chuyện ở Memphis, gia tộc cực kỳ hài lòng với tôi nên rất có khả năng sẽ giao chuyện này cho tôi xử lý. Dù giao cho người khác, tôi cũng có thể âm thầm tiết lộ lịch trình của người kia cho chủ nhân, chỉ cần sau khi người kia vào Hoa Quốc, chủ nhân cứ nói đến đây Jason không nói tiếp nữa. Ý của hắn rất đơn giản, sau khi giết người kia thì ai còn dám đến Hoa Quốc nữa. Tiêu Chính Văn gật đầu, khen ngợi nói, tốt lắm, có tin tức gì lập tức gọi cho tôi ngay. Vâng, thưa chủ nhân, Jason đáp. Cúp điện thoại, Tiêu Chính Văn lại bàn bạc một lúc với đại trưởng lão và Lý Thuần Phong, sau đó mới bảo người tiễn hai người họ đến sân bay. Mãi đến lúc này Khương Vi Nhan mới đi đến cạnh Tiêu Chính Văn, vươn tay ra vuốt ve mặt Tiêu Chính Văn nói, chồng à, anh làm người ta đau lòng chết mất. Dứt lời, nước mắt Khương Vi Nhan rơi xuống. Tiêu Chính Văn lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Khương Vi Nhan dịu giọng nói, anh cũng không còn cách nào khác, điện thoại bị Lôi Hải Côn Luân đánh nổ thành sắt vụn, không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Thế nhưng anh xin thề từ nay về sau sẽ không làm em đau lòng vì anh nữa. Nói xong, Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan vào lòng. Ôi, vẫn còn người khác ở đây nữa đấy. Khương Vi Nhan vừa vùi vào lòng Tiêu Chính Văn thì vội vàng vùng ra. Lúc này Độ Thiên Chân Nhân đang quay đầu nhìn căn phòng ngoài cửa giả vờ không nghe thấy gì. Độ Thiên, vết thương của ông thế nào rồi? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nói với Độ Thiên Chân Nhân. Chủ thượng, tôi đã không còn gì đáng lo ngại. Chỉ là bị thương ngoài ra nhưng vẫn để chủ thượng thất vọng rồi, không thể lĩnh hội được chân lý bí pháp mà chủ thượng truyền cho, nếu không cũng sẽ không bị Đoàn Hải Long và Trương Hách Tuyên đánh bại. Thật ra Độ Thiên Chân Nhân cảm thấy không cam lòng. Nếu chỉ một đánh một thì hai người kia chưa chắc là đối thủ của cụ ấy, nhưng đây là một đánh hai, Độ Thiên Chân Nhân vẫn hơi lực bất tòng tâm. Ha ha! Chương 1981. Tiêu Chính Văn ngửa mặt lên trời cười, Độ Thiên, thật ra ông có thể lĩnh hội được như thế trong mấy ngày ngắn ngủi đã rất đáng quý rồi, hơn nữa sau này đột phá cảnh giới thiên thần cũng không phải không thể. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa cho Độ Thiên Chân Nhân vài viên thuốc màu đen rồi bảo mỗi ngày cụ ấy uống một viên, uống liên tục trong 3 ngày sẽ hồi phục hoàn toàn. Những viên còn lại cứ giữ lại để phòng hờ. Sau khi nói cảm ơn Tiêu Chính Văn, Độ Thiên Chân Nhân ra khỏi sảnh lớn. Lúc này trong sảnh lớn chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Chồng này, anh nhất định phải đi Âu Lục à? Khương Vi Nhan quan tâm hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, đúng thế, lúc nãy em cũng nghe rồi đấy, họ đâu phải tổ chức học viện võ thuật, rõ ràng là muốn lật đổ Hoa Quốc. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra ở Hoa Quốc, nếu không thảm kịch 100 năm trước sẽ xảy ra lần nữa. Hưởng bổng lộc của ai thì phải trả ơn với người đó. Chúng ta đều là người Hoa Quốc, bất kể là lúc nào nơi nào đều phải đặt đất nước lên đầu. Khương Vi Nhan gật đầu nói, chồng ơi, em ủng hộ anh. Tuy nhiên em muốn mở rộng công ty y dược của chúng ta sang Âu Lục, nếu thế em có thể gặp anh thường xuyên. Tiêu Chính Văn cân nhắc rồi nói, chuyện này vẫn nên đợi một thời gian nữa, ít nhất phải đợi đến lúc anh có vị trí nhất định ở Âu Lục rồi em đến đó mở công ty chi nhánh cũng không muộn. Âu Lục xa xôi không có dân chủ như trên thời sự thường hay nói, thật ra so với Hoa Quốc thì Âu Lục mịt mù tăm tối, không có quan hệ thì rất khó vận hành công ty. Khương Vi Nhan cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu nói, vậy được rồi, em nghe theo anh nhưng anh nhất định phải cẩn thận hơn đấy, lúc nãy em nghe mọi người nói Âu Lục cũng có không ít cường giả cảnh giới thiên thần, anh, em yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Hơn nữa lệnh cấm vừa được gỡ bỏ, trong một thời gian vài cường giả cảnh giới thiên thần cũng không ló mặt ra nhanh vậy đâu. Hơn nữa anh vào Âu Lục với thân phận là một cảnh giới chủ soái, dù có người để ý đến anh thì chắc thực lực cũng không mạnh lắm đâu. Nghe anh nói thế, Khương Vi Nhan mới cảm thấy yên tâm. Đúng lúc này, một đệ tử Thiên Kiếm Tông bước vào phòng khách nói, anh Tiêu, có một người họ Tần muốn vào, hơn nữa còn nói muốn gặp anh. Họ Tần. Tiêu Chính Văn không cần đoán cũng biết chắc chắn là Tần Vũ. Biết anh vẫn còn sống cũng chỉ có mấy người thiên tử và đại trưởng lão thôi. Mấy người đại trưởng lão vừa đi chưa được 2 tiếng đồng hồ, chắc chắn thiên tử đã nói chuyện anh còn sống cho Tần Vũ biết. Được rồi, cho anh ta vào đi. Tiêu Chính Văn nói. Không lâu sau Tần Vũ vội vàng đẩy cửa bước vào phòng khách, vẻ mặt hơi hoang mang nói, cậu Tiêu,
xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 1982. Thấy Tần Vũ hoảng hốt chạy vào, Tiêu Chính Văn cau mày nói, anh Tần, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vũ nắm quyền Hắc Băng Đài đã gần 20 năm, không có sóng to gió lớn gì anh ta chưa từng gặp phải. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn thì anh ta sẽ không hoảng hốt đến thế. Long Thất bị bắt rồi, hơn nữa hiện giờ đang ở trên một chiếc du thuyền ở vùng biển quốc tế. Theo tin tức tôi tìm hiểu được, đó là du thuyền tổ chức đấu giá của Kai, có rất nhiều cao thủ trên tàu, rất khó để cứu người. Cái gì? Tiêu Chính Văn không khỏi biến sắc, Long Thất bị bắt. Chuyện là sao, tại sao Long Thất lại bị bắt? Chẳng phải anh ta vẫn luôn ở Long Kinh sao? Tiêu Chính Văn ngạc nhiên hỏi. Tần Vũ liếm môi, xấu hổ nói, trước đó vì biết được tin tức của vài bảo vật quốc gia, vốn dĩ thiên tử bảo tôi đích thân đến đó nhưng lúc đó tôi đang theo vụ mâu thuẫn của cậu và gia tộc Đông Phương. Thế nên tôi bèn bảo Long Thất đến đó thay tôi, kết quả, đến giờ vẫn chưa trở lại. Vài ngày trước, Hắc Băng Đài nhận được tin Long Thất đã bị bắt, hơn nữa bị nhốt trên du thuyền, mấy ngày nữa sẽ bị áp giải đến Âu Lục. Chúng ta chỉ còn không đến 3 ngày để cứu Long Thất. Suy đi nghĩ lại vẫn mời cậu Tiêu đi cùng, đây là cách tốt nhất. Suy cho cùng lúc này Tiêu Chính Văn đã là cường giả cảnh giới thiên thần. Mặc dù có lệnh cấm nhưng không lâu sau lệnh cấm đó sẽ bị gỡ bỏ, đến lúc đó ai còn truy cứu Tiêu Chính Văn nữa. Huống hồ lần này Tiêu Chính Văn ra mặt cũng là lấy một thân phận bí ẩn xuất hiện trước mặt mọi người chứ không phải là Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương Hoa Quốc. Vì thế Tần Vũ mới đến tận nhà tìm anh. Nhà đấu giá Kai, lẽ nào Hắc Băng Đài các anh không đối phó nổi với một gia tộc ở Âu Lục? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Tần Vũ bất lực gật đầu, cậu Tiêu có lẽ chưa biết, nhà đấu giá Kai được thành lập từ 700 năm trước, cơ căn rất mạnh, dù là vài nước nhỏ ở Âu Lục cũng không dám đắc tội. Theo tôi được biết, đằng sau gia tộc Kai là vài cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Hơn nữa nhiều người đều nghi ngờ đằng sau gia tộc Kai vẫn còn chỗ dựa mạnh hơn. Nói đến đây thì không cần nói tiếp nữa. Chỗ dựa mạnh hơn cả thiên vương long cấp 5 sao chính là cảnh giới thiên thần. Cường giả cảnh giới thiên thần là sự tồn tại tương đương với một người tiêu diệt cả một đất nước. Dân số của vài nước nhỏ ở Âu Lục không đến 10.000 người, đâu thể có cường giả cảnh giới thiên thần xuất hiện. Chương 1983. Ý của anh là gia tộc Kai không chỉ bắt Long Thất mà còn định đấu giá bảo vật Hoa Quốc trên vùng biển quốc tế à? Tiêu Chính Văn híp mắt lạnh lùng hỏi. Cậu từng nghe nói đến kiếm Tần Vương chưa? Thứ họ muốn đấu giá là món bảo vật này. Thanh kiếm mà Thủy Hoàng đế sử dụng vào năm đó đã rơi vào tay người Âu Lục trong trận thảm họa hơn 100 năm trước, sau mấy lần triển lãm bây giờ đã rơi vào tay gia tộc Kai. Mục đích lần này đấu giá kiếm Tần Vương cũng là muốn khiêu khích Hoa Quốc. Nếu cử quân đội đến, ngộ nhỡ cường giả thiên thần ra tay thì chắc chắn toàn quân đội sẽ bị tiêu diệt. Nếu khoanh tay đứng nhìn thì uy danh của quốc gia sẽ bị hủy hoại, gia tộc Kai làm thế rõ ràng đang nhắm vào Hoa Quốc chúng ta. Thế nên tôi mới bảo Long Thất đến đó vốn dĩ là muốn lấy kiếm Tần Vương về, nhưng, nói đến đây Tần Vũ áy náy thở dài. Tiêu Chính Văn cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi đứng lên nói, anh Tần cứ ngồi một lát, tôi đi rồi về ngay. Long Thất vẫn phải cứu, kiếm Tần Vương cũng phải lấy về. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đi ra ngoài cửa, đảo mắt nhìn đoàn Hải Long trên giá nói, Minh chủ đoàn, lát nữa tôi sẽ bảo người đưa ông về liên minh võ thuật, nhưng tôi có một yêu cầu, để tôi làm phó Minh chủ, sau đó tôi sẽ đến Âu Lục với thân phận này. Không biết Minh chủ đoàn có ý kiến gì không? Ý kiến, đoàn Hải Long đâu dám nói nửa chữ không? Tất nhiên là không. Chỉ cần tôi về đến trụ sở chính của Liên minh Võ thuật thì lập tức thông báo cho cậu làm phó minh chủ. Không, không thể lấy tên thật của tôi, cứ gọi là Tiêu Quân Lâm. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người quay lại phòng khách. Dặn dò Khương Vi Nhan và Độ Thiên Chân Nhân vài câu, sau đó anh mới rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu với Tần Vũ. Long Thất từng chinh chiến khắp nơi với Tiêu Chính Văn, vô số lần vào ra sinh tử với anh. Long Thất gặp nạn. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa bất kể là ai bắt Long Thất thì đều phải trả giá. Tần Vũ và Tiêu Chính Văn bước lên một chiếc máy bay trực thăng vũ trang rồi bay thẳng đến bờ biển Lam Huệ. Lần này chúng ta phải thông qua một người trung gian ở cảng đảo rồi mới lên du thuyền, nếu không dù thực lực cậu Tiêu có mạnh cũng sẽ đánh rắn động cỏ,
ngộ nhỡ để chúng chạy thoát thì sẽ bị tổn thất. Tần Vũ vừa nói vừa vỗ nhẹ vào ghế ra hiệu cho người lái tăng tốc. Tiêu Chính Văn chỉ im lặng không nói. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, Tần Vũ tường thuật lại tình hình trên du thuyền cho Tiêu Chính Văn. Sau đó anh ta mới lấy một chiếc mặt nạ ra người đưa cho Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, cậu có thể đeo cái này lên để không bị người khác nhận ra gương mặt thật của cậu. Chương 1984. Tiêu Chính Văn nhận lấy mặt nạ rồi đeo lên mặt theo hướng dẫn của Tần Vũ, quả nhiên không hề lộ ra sơ hở gì. Khả năng ngụy trang của Hắc Băng Đài đúng là đỉnh cao. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không phải khen ngợi một câu. Tần Vũ cười nói, đây là một kỹ năng do cụ tổ truyền lại, cả thế giới chỉ có Hắc Băng Đài chúng tôi mới có. Dứt lời, anh ta lại lấy gương ra đưa cho Tiêu Chính Văn. Lúc này không chỉ là người khác không thể nhận ra mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không nhận ra mình qua lớp ngụy trang. Kỹ năng ngụy trang có thể đánh lừa thị giác của cường giả cảnh giới thiên thần đúng là đỉnh cao. Sau vài tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống một sân bay chuyên dụng ở cảng đảo, lúc này đã có một người đàn ông trung niên mặc đồ vest có thương hiệu đứng đợi ở đó. Chào ông Cừu. Sau khi Tần Vũ và Tiêu Chính Văn nhảy xuống máy bay, Tần Vũ nhanh chân bước đến bắt tay với người đàn ông trung niên. Cậu Tần, chúng ta mau đi thôi nếu không sẽ không kịp buổi đấu giá. Hễ buổi đấu giá bắt đầu thì không ai có thể lên du thuyền được nữa, bỏ qua cơ hội này cậu Long Thất sẽ gặp nguy hiểm. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa mời Tiêu Chính Văn và Tần Vũ lên một chiếc xe có rèm che màu đen. Mau lên, lái xe, người đàn ông trung niên nói, sau đó xe được khởi động rồi chạy thẳng đến cảng. Vừa đi người đàn ông trung niên vừa quay đầu lại nói với Tần Vũ, cậu Tần, lần này chúng ta đến chủ yếu là cứu người, tuyệt đối đừng gây thêm chuyện. Tôi nghĩ tôi không nói cậu cũng biết rõ tình hình trên du thuyền. Ông Cừu cứ yên tâm, mọi chuyện đã có cậu Tiêu này rồi. Vừa nói, Tần Vũ vừa chỉ vào Tiêu Chính Văn. Cừu Viễn Hàng quay đầu sang nhìn Tiêu Chính Văn, thấy là một gương mặt lạ, hơn nữa lại còn trẻ. Ông ta hơi lo lắng nói, cậu Tần, chuyện này không thể đùa, nếu không không chỉ không cứu được cậu Long Thất mà ngay cả chúng ta cũng bị kẹt lại trong đó. Tần Vũ không giải thích gì nhiều. Chỉ vỗ nhẹ vai Cửu Viễn Hàng tỏ ý ông ta cứ yên tâm. Đến cảng, mọi người lên một chiếc cano đã chuẩn bị từ trước chạy thẳng về phía vùng biển quốc tế. Không lâu sau, trên vùng biển quốc tế xuất hiện một chiếc du thuyền cực lớn, sau khi đưa thiệp mời, mấy người Tiêu Chính Văn được mời lên du thuyền. Chỉ là cả quá trình không ai đến soát người. Có thể thấy gia tộc Cai tự tin đến mức nào. Vừa tới bong trước. Mấy người Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy một cái bục hình vuông rất lớn, phía trước là một bục dài, phía sau chính là mấy chục món đồ cổ và tranh sơn dầu. Mỗi bức tranh sơn dầu đều là các tác phẩm danh tiếng thế giới, giá trị không hề nhỏ. Phía trước tranh sơn dầu còn có một tấm kính hình chữ nhật, bên trong lớp thủy tinh đó là một chiếc hộp gỗ. Kiếm Tần Vương, Tiêu Chính Văn liếc mắt đã nhìn ra sẽ có trò gì trong này. Các vị! Còn 2 phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu, mời các vị ngồi vào chỗ của mình. Lúc này một ông lão tóc bạc bước lên bục chủ trì nói với mọi người thông qua micro. Chương 1985. Tần Vũ và đám người Tiêu Chính Văn tùy ý tìm một góc rồi ngồi xuống. Tần Vũ chỉ tay về chiếc hộp gỗ, nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, cậu nhìn bên đó đi, trong hộp gỗ là kiếm Tần Vương. Tiêu Chính Văn gật đầu, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm xung quanh. Bây giờ kiếm Tần Vương đã không còn quan trọng nữa, thứ Tiêu Chính Văn muốn tìm là Long Thất. Cho tới bây giờ, Tiêu Chính Văn vẫn chưa thể thăm dò được hơi thở của Long Thất, chẳng lẽ Long Thất không ở trên chiếc du thuyền này? Cậu Tiêu, cậu đang tìm gì vậy? Tần Vũ thấy Tiêu Chính Văn nhìn ngang nhìn dọc, nhỏ giọng hỏi. Long Thất không ở trên thuyền sao? Tiêu Chính Văn bồn chồn nói. Nhất định là ở đây, có điều chiếc thuyền này đã sửa đổi. Hơn nữa bản thân gia tộc nhà họ Cai cũng có rất nhiều cao thủ võ thuật, nên có thể sẽ dùng những nguyên liệu để che đi hơi thở của người học võ, kiên nhẫn chút đi. Tần Vũ nhỏ giọng thuyết phục. Đúng lúc này, lại có mười mấy người mặc vest hàng hiệu, được mời lên bong thuyền. Tuy rằng những người này đều có ngoại hình Đông Á, nhưng từ vẻ ngoài đã có thể nhìn ra bọn họ là người vi hào. Mấy người họ nói quang quác không ngừng, đám người Tiêu Chính Văn vốn nghe không hiểu gì. Nhưng từ cử chỉ của bọn họ,
lại không khó để nhận ra trọng tâm trong cuộc thảo luận của bọn họ chính là Kiếm Tần Vương. Khi mấy người vi hào kia vừa ngồi xuống, một ông lão trên bục hắng giọng nói vào micro, xin mọi người yên lặng, bây giờ cuộc bán đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Trước khi đấu giá, tôi có mấy lời cần nói rõ trước với các vị, trong những vật phẩm đấu giá lần này của chúng tôi, có kiếm của vua Solomon, kiếm Tần Vương của vua Tần nước Hoa Quốc và còn có vô số châu báu của cung điện Âu Lục. Vì vậy, dù là ai lấy được những quốc bảo này, tôi đều hy vọng các vị có thể giữ kín bí mật này, càng không thể kể chuyện đấu giá lần này ra ngoài, nếu không chọc giận gia tộc Cai thì các vị sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Tần Vũ lạnh lùng liếc nhìn ông lão. Lão ta đúng là điển hình của việc làm chuyện xấu mà còn muốn danh tiếng tốt. Bán quốc bảo của người khác, còn không cho phép người khác nói ra ngoài. Cửu Viễn Hàng lặng lẽ nghiêng người, nói với Tiêu Chính Văn và Tần Vũ, hai cậu cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị 1 tỷ tiền vốn, tin chắc có thể đấu giá thành công kiếm Tần Vương. Tần Vũ và Tiêu Chính Văn liếc nhìn Cửu Viễn Hàng lắc đầu cười gượng. 1 tỷ tệ sao, nếu như không có mấy người vi hào thì có lẽ sẽ đủ. Nhưng vẻ mặt của mấy người vi hào như muốn có cho bằng được, nên số tiền này hoàn toàn không thể đủ. Tiếp theo, xin mời bày ra món đồ đầu tiên cho cuộc bán đấu giá lần này, kiếm Tần Vương. Ông lão vừa dứt lời, hai nhân viên khiêng hộp gỗ đi tới trước sân khấu, sau đó lại nhẹ nhàng đặt hộp gỗ xuống. Chương 1986. Lại có thêm mấy nhân viên đi đến phía trước, tháo nắp kính chống đạn, rồi lại rất cẩn thận mở hộp gỗ ra. Ngay khi hộp gỗ được mở, trước mắt mọi người bỗng thoáng qua một ánh hào quang. Thanh kiếm đó mặc dù đã trải qua sương gió mấy ngàn năm, nhưng ánh kiếm vẫn lượn lờ, tà khí bức người. Trên thân kiếm, không có một vết xỉ nào, toàn bộ thân kiếm đều có màu bạc trắng. Thân kiếm có phong cách cổ xưa trang nghiêm, hai người đàn ông lực lưỡng bước tới, hai tay nâng thanh kiếm có kích thước dài đưa ra trước mặt mọi người một vòng, rồi lại cất thanh kiếm vào trong hộp gỗ. Chỉ với một động tác nhỏ như vậy, hai gã đàn ông cao to lực lưỡng đã toát mồ hôi hột vì kiệt sức, có thể thấy thanh kiếm này nặng đến mức nào. Kiếm tốt, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Binh khí có đẳng cấp cao như vậy đã rất hiếm trên thế giới. Ngược lại, kiếm chinh phục của vua Salomon cách đó không xa lại thua kém quá nhiều, không những có dấu vết bị rỉ trên vỏ kiếm, mà ngay cả trên thân kiếm cũng đã hơi ố bẩn. Trong tức khắc hai thanh kiếm đã được phân định cao thấp. Nghe đồn năm ấy khi nước Tần thống nhất 6 nước, vua Tần đã luôn mang thanh kiếm Tần Vương này bên người, tính đến giờ đã lưu truyền hàng nghìn năm, hôm nay gia tộc Cai chúng tôi sẽ để nó được thấy ánh mặt trời lần nữa. Các vị, ai có hứng thú với bảo kiếm cấp quốc bảo này có thể tùy ý ra giá, giá quy định là 100 triệu tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu tệ, giá cao nhất không có giới hạn. Nói xong, ông lão đưa tay làm động tác mời với mọi người. 200 triệu tệ. Cửu Viễn Hàng là người đầu tiên giơ bảng lên và hô to. 210 triệu tệ, 250 triệu tệ. Trong thời gian ngắn, giá cả đã tăng vọt lên đến con số 500 triệu tệ. Mua một thanh kiếm cổ với giá 500 triệu tệ, vẫn nằm ngoài khả năng chịu đựng tâm lý và phạm trù của hầu hết mọi người. Vì vậy, người tăng giá cũng càng lúc càng ít. Trên mặt Cửu Viễn Hàng lộ ra vẻ vui mừng, nâng giá lên tới 700 triệu tệ. Đến lúc này, những người cạnh tranh lúc nãy cũng rối rít suýt xoa. 700 triệu lần 1, 700 triệu lần 2. Ngay lúc ông lão giờ búa lên, chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng, phía sau Cửu Viễn Hàng truyền đến một giọng nói không hề hài hòa, 800 triệu. Chính là mấy người vi hào lúc nãy. Trong lòng Cửu Viễn Hàng không khỏi trùng xuống, đang muốn lên tiếng ra giá, Tiêu Chính Văn đã giơ tấm bảng trong tay nói, 100 tỷ. Phụt. Chương 1987. Cửu Viễn Hàng suýt hộc máu, 100 tỷ sao? Tất cả mọi người gần như cùng lúc xoay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Mấy người vi hào cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt cực kỳ khó coi, cho dù bạn là ai, ở bất cứ ngõ ngách nào trên thế giới, cũng không ai dám tùy tiện hô giá trong cuộc bán đấu giá của gia tộc Cai. Nếu như không thể thực hiện được thì sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong. Vì vậy, mấy người vi hào cũng bắt đầu do dự. Nếu như bọn họ hô giá cao hơn, mà Tiêu Chính Văn không tiếp tục, vậy khoản tiền quốc gia của bọn họ cũng không đủ khả năng chi trả. Người này là ai vậy? Dám tùy tiện hô giá ở trên du thuyền của gia tộc Cai, chán sống rồi sao? Chắc là không,
cuộc bán đấu giá của gia tộc Cai có quy định thế nào, ai mà không biết chứ? Dùng 100 tỷ để mua một thanh kiếm, thằng nhóc này điên rồi sao? Mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán. Tiêu Chính Văn ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Đồng thời, có mấy người mặc đồ đen đứng xung quanh cũng dán chặt mắt vào người Tiêu Chính Văn. Mấy người cảnh giới thiên vương đó cứ như sợ Tiêu Chính Văn sẽ chạy thoát, hơi thở đè nén xuống một uy thế bức người. Cậu Tiêu, đây không phải là trò đùa đâu, 100 tỷ, cậu mang theo nhiều tiền vậy sao? Sắc mặt Cửu Viễn Hàng nhợt nhạt, nhỏ giọng hỏi. Đi vội quá, quên lấy tiền rồi. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi nói. Hả, Cửu Viễn Hàng thiếu chút nữa đã bị dọa ngất tại chỗ, chưa đầy một phút, cậu đã ra giá 100 tỷ. Giọng nói của Tiêu Chính Văn không lớn không nhỏ, ngay cả những khán giả xung quanh và mấy người vi hào đều nghe rõ mồn một. Anh biết mình đang nói gì không? Không có tiền mà lại dám hô 100 tỷ. Một trong những người vi hào giống như con chó bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên mắng. Anh có biết, đùa giỡn với gia tộc Cai đồng nghĩa với điều gì không? Một người vi hào khác cũng chỉ vào Tiêu Chính Văn, gào mồm lên. Hai người họ cứ như sợ người của gia tộc Cai không biết Tiêu Chính Văn không một xu dính túi, bọn họ chỉ muốn hủy bỏ tư cách đấu giá của Tiêu Chính Văn, để bọn họ có thể đấu giá thành công thanh kiếm Tần Vương, mang về vi hào. Nhưng ông lão trên sân khấu gần như không để tâm đến chuyện này, tiếp tục nói vào micro, 100 tỷ lần thứ nhất. 100 tỷ lần thứ hai. 100 tỷ, chốt. Chương 1988. Ông lão vừa nói, vừa gõ búa xuống. Gia tộc Cai không phải chưa từng gặp những người như Tiêu Chính Văn. Nhưng cuối cùng họ cũng đã ngoan ngoãn gom đủ tiền, chủ động đến Âu Lục giao cho gia tộc Cai. Cho dù đối phương có thân phận hay lai lịch gì đi nữa, dưới trướng gia tộc Cai cũng có tới 3 vị cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao bảo vệ. 3 vị thiên vương long cấp 5 sao cũng đủ để nghiền nát cả một quốc gia nhỏ. Ai dám làm phật ý gia tộc Cai chứ? Cậu thanh niên này, tôi cần nhắc nhở cậu một câu, một tay giao tiền, một tay giao hàng, gia tộc Cai trước nay đều không kiên nhẫn đâu đấy. Ông lão nhìn về phía Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu lạnh lùng. Nực cười, ông lão vừa dứt lời, một giọng nói vô cùng lạnh lùng đột nhiên vang lên từ trong đám người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn, hai chữ đó vừa mới được thốt ra từ chính miệng Tiêu Chính Văn. Cậu nói gì cơ? Nụ cười trên mặt ông lão lập tức tắt ngúm, hai mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, trợn trừng nhìn Tiêu Chính Văn phía dưới sân khấu rồi chất vấn, cậu đang bỡn cợt với các khách mời ngồi đây hay đang bỡn cợt với gia tộc Cai? Ông lão nói xong, hơi thở cường đại của cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao lập tức bao phủ và đè ép lên người mấy người Tiêu Chính Văn. Cửu Viễn Hàng dẫu sao cũng chỉ là một thương nhân yêu nước bình thường, sao có thể chịu đựng được. Ông ta lập tức ngã phịch từ trên ghế. Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên ấn mạnh vào bả vai ông ta, áp lực trên người Cửu Viễn Hàng lập tức biến mất và cảm thấy thoải mái hơn không ít. Bỡn cợt, nếu nói bỡn cợt thì phải là mấy người đang bỡn cợt Hoa Quốc, đang khinh thường thiên uy của Hoa Quốc mới phải. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa chậm rãi đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của ông lão, nói kiếm Tần Vương từ xưa đã là bảo kiếm của thiên tử Hoa Quốc. Hơn 100 năm trước, nếu như không phải lũ cường đạo Âu Lục các ông tiến công vào thủ đô của Hoa Quốc, chém giết cướp bóc thì kiếm Tần Vương sao có thể rơi vào tay mấy người chứ? Một đám cường đạo, bây giờ lại nói với tôi một tay giao tiền, một tay giao hàng sao? Gần 100 năm nay, mấy người mua đi bán lại quốc khí của Hoa Quốc hết lần này tới lần khác thì đã cầm tiền của những ai rồi? Mấy người thật sự cho rằng Hoa Quốc vẫn còn nghèo đói yếu ớt như Hoa Quốc của hơn 100 năm trước sao? Giao nộp kiếm Tần Vương, khấu đầu nhận tội với thiên tử Hoa Quốc thì tôi có thể tha cho mấy người tội chết. Nếu không tôi nhất định sẽ chém giết tới Âu Lục, dẹp tan gia tộc Cai của mấy người. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang như tiếng chuông đồng. Từng câu từng chữ đều ầm vang trong tai những người đang có mặt. Một đám người nhát cái đã sợ tới mức run lên lẩy bẩy, thậm chí còn cảm thấy hối hận vì đã lên thuyền tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay. Chương 1989. Bây giờ đang ở trên vùng biển quốc tế, một khi hai bên ra tay thì hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Người Hoa Quốc kia, cậu đang muốn cướp đồ từ trong tay gia tộc Cai hả? Một tên người vi hào cũng lập tức đứng lên chỉ vào Tiêu Chính Văn và quát tháo.
thế nhưng đáp lại hắn chỉ là cú tát đau điếng của Tiêu Chính Văn. Bốp, khi âm thanh vô cùng rõ ràng của cú tát vang lên, người vi hào đó bay thẳng ra xa. Vô liêm sỉ, Tiêu Chính Văn chẳng buồn liếc nhìn tên này lấy một lần, mà bình thản sải bước đi về phía sân khấu. Cửu Viễn Hàng nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng chấn động. Lẽ nào Tần Vũ dẫn cậu ta tới là để cướp đồ công khai sao? Cậu Tần, chuyện này, khi trước cậu không hề nói với tôi, muốn công khai cướp đồ. Cửu Viễn Hàng đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, dù ông ta yêu nước thì cũng còn có vợ con, Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đều do ông ta dẫn lên thuyền. Sau chuyện này, chỉ cần gia tộc Cai tra danh sách thì lập tức có thể tìm ra ông ta. Gia tộc Cai là gia tộc có thể tiêu diệt cả một quốc gia, một thương nhân cảng đảo bé nhỏ như ông ta sao có thể chống đỡ được đây? Ông Cửu, ông cứ yên tâm, tất cả đã có cậu Tiêu lo, sẽ không liên lụy tới ông đâu. Tần Vũ điềm nhiên lên tiếng. Cậu Tần, Cửu Viễn Hàng hoàn toàn cạn lời, đó đâu phải chuyện mà cậu nói không liên lụy thì sẽ không đâu. Thế nhưng sự việc đi tới nước này, ông ta còn có thể nói được gì nữa? Chàng trai trẻ, cậu đang khiêu khích gia tộc Cai đấy à? Ông lão lạnh lùng chất vấn. Khiêu khích, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, chỉ là một gia tộc Cai bé nhỏ, không đáng để tôi phải khiêu khích, tôi chỉ muốn lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về Hoa Quốc mà thôi. Gia tộc Cai là đám thô lỗ không nói đạo lý, cướp bóc tài sản của người khác, lẽ nào khấu đầu nhận tội với chủ nhân của vật bị đánh cắp không phải là một điều chính đáng hay sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, mấy cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao đã gầm lên và lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn, mày muốn chết hả? Vù vù vù, ba luồng kình phong tạt về phía Tiêu Chính Văn từ ba hướng khác nhau. Chương 1990. Không ít người khẽ nhắm hai mắt lại, thầm thấy đáng tiếc cho Tiêu Chính Văn. Mặc dù những lời đó của anh đã nói ra được tiếng lòng của rất nhiều người đang có mặt ở đây. Thế nhưng có những lúc, có những lời không thể tùy tiện nói ra, nếu không sẽ mất mạng như chơi. Nơi này là vùng biển quốc tế, hơn nữa còn là du thuyền của gia tộc Cai. Cũng có thể nói, nơi này là lãnh địa tư nhân của gia tộc Cai, bất luận bọn họ muốn xử lý Tiêu Chính Văn ra sao thì cũng chẳng thành vấn đề. Dù là Hoa Quốc thì cũng không có quyền can dự. Chết, Tiêu Chính Văn chẳng buồn quay đầu lại, tùy ý tung một cú đấm ra. Dầm, lấy nắm đấm của Tiêu Chính Văn làm trung tâm, một màn sóng khí lập tức dâng lên. Ba luồng kình khí gần như vừa mới lao vào màn sóng khí này đã biến mất tăm, mà khí thế của màn sóng khí lại không giảm bớt đi chút nào. Phụt, 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 ba tia máu liên tiếp phun ra. Ba cường giả Thiên Vương 2 sao đổ máu và văng ra xa cùng lúc, thuận theo bong tàu rơi thẳng xuống biển. Hả, mãi tới lúc này, mọi người mới phát ra những tiếng cảm thán kinh ngạc. Mạnh thật, một cú đấm tùy ý đã đánh bại ba cường giả cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao. Chả trách cậu thanh niên này lại điên cuồng như vậy, người ta có lý do để điên cuồng. Lúc này, ngay cả mặt Cửu Viễn Hàng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Từ đầu tới cuối, ông ta luôn cảm thấy Tiêu Chính Văn không phải là một cao thủ, thậm chí còn cảm thấy anh chỉ là một kẻ tay sai đi theo Tần Vũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta mới hiểu ra đạo lý không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Đưa đây, Tiêu Chính Văn đi đến nơi cách sân khấu chưa đầy 5 bước chân, bình tĩnh giơ tay ra. Mồ hôi của ông lão đứng trên đó tuôn ra như tắm, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn cũng ngập tràn vẻ lo sợ. Thế nhưng... nền tảng của gia tộc Cai đâu đơn giản như vậy. Hỗn xược. Chương 1991. Một giọng nói kinh động như tiếng sấm vang lên từ trong khoang tàu. Cùng lúc này, một cậu thanh niên với mái tóc trên đầu chỉ có một màu trắng bạc, hai mắt đỏ ngầu sải bước đi lên boong tàu. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều thấy ớn lạnh, ngay cả Tần Vũ cũng không ngoại lệ. Ô ma! Cường giả ở cảnh giới thiên thần duy nhất của Âu Lục còn hoạt động sôi nổi trong giới thế tục đại đệ tử của Andre. Thực lực ở cảnh giới thiên vương cấp long 5 sao, hơn nữa còn là một thiên vương thật sự. Ở trong cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, những cường giả ở cảnh giới thiên vương không thông hiểu trận pháp, không biết huyền cơ chỉ được coi là một nửa thiên vương. Mà Oma lại là một thiên tài thông hiểu rất kỹ mọi bí mật của trận pháp, hơn nữa còn có thể thông hiểu chỉ trong vòng mười mấy năm. Từng được thầy Andre của hắn gọi là đứa con cưng của trời trong cả thế hệ trẻ hiện nay. Mới chỉ 31 tuổi đã có thể đạt được thực lực như Oma hiện giờ,
cả Âu Lục hiếm có thêm ai. Tôi dùng thân phận là người đứng đầu trong thế hệ thanh niên của Âu Lục, không, của thế giới, ra lệnh cho cậu quỳ xuống. Hơi thở của Thiên Vương Long cấp 5 sao trên người Ô Ma bộc phát, đồng thời sóng lớn cũng dâng lên trên mặt biển, mây đen ùn ùn kéo tới che kín bầu trời. Đây là một trong số những trận pháp nổi tiếng của hắn tinh thần đại hải. Chỉ cần là ở trên mặt biển, hắn sẽ có được sức mạnh vô hạn. Tiêu Chính Văn khẽ liếc mắt nhìn Ô Ma, cười lạnh lùng nói, người đứng đầu thế giới ư. Thật sự không biết ai đã cho anh lá gan để anh có thể thốt ra được mấy lời như vậy. Tôi đã gặp quá nhiều những kẻ ngông cuồng tự đại rồi, so với anh thì bọn họ vẫn còn khiêm tốn chán. Còn nữa, Kiếm Tần Vương vốn dĩ thuộc về thiên tử của Hoa Quốc, hôm nay tôi muốn lấy lại thứ thuộc về Hoa Quốc, bất cứ ai to gan dám ngăn cản thì đều sẽ giết không tha. Ha ha, Ô Ma cứ như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thế gian, ngửa mặt cười lớn nói, đừng nói là cậu, dù có là cường giả trong số năm đại danh sơn. Dù là minh chủ của Liên minh Võ thuật Hoa Quốc thì ở trước mặt thanh kiếm này của tôi cũng phải cúi đầu quy phục. Cậu là một thanh niên trẻ mà cũng dám nói ra mấy lời ngông cuồng bảo tôi chết ư. Rõ ràng là không biết trời cao đất dày là gì. Dứt lời, thanh kiếm dài trong tay Ô Ma khẽ vung lên, cả mặt biển đột nhiên dao động điên cuồng và xuất hiện những ngọn sóng cao ngút trời. Tầng mây dày đặc lóe lên những tia sét ánh bạc, nối liền giữa biển và trời. Cách chơi này trở nên thú vị hơn rồi đấy. Tiêu Chính Văn vẫn ung dung bình thản, không mảy may lo lắng căng thẳng. Chương 1992. Ha ha, thật buồn cười, các môn phái võ tông ở Hoa Quốc tuy nhiều, nhưng số người đạt cảnh giới thiên vương chân chính lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người Hoa Quốc các người, mãi mãi không hiểu, rốt cuộc trận pháp mạnh mẽ đến mức nào. Đám thanh niên Hoa Quốc thật hài hước. Cho dù mấy hắn giả có tiếng của Hoa Quốc đứng trước mặt tôi, cũng chỉ hèn mọn giống như loài run dế thôi. Hôm nay, Ô Ma tôi sẽ hành hạ cậu cho tới chết ở trên chiếc thuyền này. Đầu tóc trắng của Ô Ma không gió mà bay, nón lá rộng vành màu đỏ cũng tung bay theo gió. Tiếng sấm trên trời không ngừng vang lên, mang theo thiên uy vô tận. Có thể nói, tinh thần đại hải của hắn và tam tuyệt trận của nhà họ Trương đều có những điểm kỳ diệu khác thường. Nhưng so với Lôi Hải ở Côn Luân thì thật sự không đáng nhắc tới. Lúc này, tất cả mọi người trên thuyền vô cùng hoảng sợ nhìn những tiếng vang khắp trời và mây sấm dày đặc. Dường như chiếc thuyền to lớn này, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mình trong sóng lớn. Khiến mỗi một người đều có thể cảm nhận sâu sắc cái chết chỉ cách mình gần trong gang tấc. Anh vừa nói, cảnh giới thiên vương chân chính ở Hoa Quốc chúng tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ư. Hơn nữa. Người Hoa Quốc vốn không hiểu được sự hùng mạnh của trận pháp như thế nào à, khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên một nụ cười khẩy. Chẳng lẽ không đúng sao? Cường giả võ tông ở Hoa Quốc các người chỉ biết mỗi sức mạnh, nhưng sức mạnh chân chính là gì chứ? Là trời đất này, là vũ trụ này, là những thứ vật chất không thấy được cũng không chạm tới trên thế giới. Cho nên nói, Hoa Quốc các người không có cường giả, mà chỉ là thứ rác rưởi. Ô Ma nói những lời này khiến mặt Tần Vũ đỏ bừng tới tận mang tai. Đúng là thế, từ trước đến giờ, Tần Vũ vẫn cho rằng trận pháp là thứ vô dụng nhất, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, trận pháp căn bản không thể chịu được một chiêu. Nhưng khi anh ta thấy Tiêu Chính Văn và Ô Ma mượn sự trợ giúp từ trận pháp, chỉ cần vung tay là có thể làm trời đất đổi màu, khiến anh ta cảm nhận rõ ràng mình thật nhỏ bé. Ồ, anh nghĩ như thế thật sao? Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn sấm chớp xung quanh, từng tia đánh trên mặt biển, cứ như muốn biển rộng và bầu trời nối liền một chỗ. Bất kỳ ai thấy cảnh tượng này, trong lòng sẽ khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, nhưng trên mặt Tiêu Chính Văn lại có vẻ rất hưởng thụ. Vốn dĩ với những người như anh, chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại, nhưng nếu anh đã nói, võ giả Hoa Quốc chúng tôi không hiểu biết về trận pháp thì tôi sẽ cho anh chiêm ngưỡng trận pháp của Hoa Quốc kỳ diệu như thế nào. Hãy nhớ rằng, trận pháp trên thế gian này xuất phát từ Tổ Long, mà nơi ở của Tổ Long chính là Hoa Quốc. Cho dù các người là những cường giả giỏi nhất ở Âu Lục, cũng không có tư cách huênh hoang nói người Hoa Quốc không hiểu trận pháp. Lời vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ phất tay một cái, mây đen tan đi, vật đổi sao rời, giống như toàn bộ trời đất này đều đổi ngược, vô số ngôi sao trên bầu trời, đều thay đổi thất thường. Toàn bộ trời đất kể cả biển rộng cũng bỗng bị biến đổi màu sắc. Dường như cả thế giới, đều được Tiêu Chính Văn nắm trong bàn tay.
Dường như cùng với hành động này của Tiêu Chính Văn, biển cũng đang phát ra tiếng rít gào và gầm thét, toàn bộ du thuyền lắc lư phập phồng theo sóng lớn. Chương 1993. Lên, sâu thẳm nơi biển khơi dường như truyền đến một tiếng thở của rồng, khiến những sinh vật dưới nước xung quanh kinh hãi chạy toán loạn. Mặc dù không có tiếng sấm sét hỗn loạn, cũng không có những tiếng vang lớn khắp trời. Nhưng mỗi một người, từ sâu trong đáy lòng đều cảm nhận được nỗi sợ cái chết. Giống như sự sống có thể bị cướp đi bất kỳ lúc nào, tính mạng cũng có thể sẽ kết thúc trong một giây sau. Không sai, đây là uy lực của trái tim rồng Bạch Long, là sống chết luân chuyển, là sự sống và cái chết thay phiên nhau. Tất cả mọi người lập tức trở nên căng thẳng, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cứ như chủ nhân của một khoảng trời, lạnh lùng, nghiêm nghị. Ô Ma vốn rất kiêu ngạo, cũng lộ ra vẻ hoảng hốt trên gương mặt. Trận pháp của hắn lại bị Tiêu Chính Văn phá vỡ trong chớp mắt. Sao có thể chứ, cho dù nhà họ Trương ở Thiên Sơn hay năm đại danh Sơn Hoa Quốc, cũng hoàn toàn không thể làm được. Lúc này, hơi thở trên người Tiêu Chính Văn vẫn đang dừng lại ở cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao, chưa hề phô bày hết toàn bộ thực lực thật sự. Vì vậy, ở trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một cường giả cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao. Ô Ma cao hơn Tiêu Chính Văn một cảnh giới, sao có thể bị đối phương dễ dàng đánh bại chứ? Chưa kịp chờ Ô Ma phản ứng lại, không gian mở rộng, bầu trời đầy sao phát ra ánh sáng chói hoa cả mắt, có một vầng trăng tròn trên bầu trời tỏa ra một luồng sáng bạc đầy hoa lệ. Rào rào, sau đó toàn bộ mặt biển đều rung chuyển. Đây là thủy triều. Mồ hôi lạnh trên mặt Ô Ma lập tức chảy xuống. Trận pháp tinh thần đại hải dù mạnh mẽ nhưng căn bản không có cách nào tạo nên hiện tượng thủy triều dâng. Đó là thế giới tự nhiên, thần bí nhất, không có sức mạnh nào có thể nắm bắt trong tay. Nhưng, trong lúc Tiêu Chính Văn giơ tay lên, lại tạo nên hiện tượng thủy triều. Kể cả ông lão tóc trắng đứng ở trên sân khấu cũng cảm thấy cổ họng căng cứng, trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thốt nên lời. Một sức mạnh vô hình như một tấm lưới lớn, bao trùm tất cả mọi người trên thuyền vào trong đó. Ô Ma chỉ có thể ngơ ngác nhìn tất cả những thứ trước mắt, hắn nắm kiếm dài trong tay và run rẩy không ngừng. Không phải bởi vì sợ hãi, mà lúc này hắn đang chống lại uy lực vô cùng mạnh, nếu không phải thực lực của hắn không tầm thường, thì có lẽ sớm đã bị sức mạnh này nghiền thành đống thịt nát. Chương 1994. Đừng nói là vung kiếm, cho dù nắm chặt kiếm dài trong tay cũng phải cố hết sức lực. Trận pháp này thế nào? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Ô Ma đang tái mặt. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, dường như nửa bên bầu trời đang đè nặng trên người Ô Ma. Rắc rắc rắc, mọi người gần như nghe được rõ ràng tiếng xương cốt đang sắp gãy đứt của Ô Ma. Không, Ô Ma đột nhiên ngửa đầu giận dữ gào lên, hơi thở của cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao tỏa ra với ý đồ dùng sức mạnh hung hãn của mình để chống cự với sức mạnh không nhìn thấy, cũng không chạm được kia. Có điều, dù hắn có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Hắn vừa nâng hai cánh tay lên, bỗng nhiên lại buông xuống. Cứ như thể hắn đang dùng cả hai tay để đối đầu với cả một hành tinh, nhưng hai nguồn sức mạnh vốn dĩ không cùng một đẳng cấp. Phụt, Ô Ma đập mạnh vào bong tàu, đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này, hắn trợn tròn hai mắt, nhìn sàn tàu với vẻ mặt rất hoảng sợ. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Trước giờ hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói đến sức mạnh khủng khiếp này. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ô Ma thì thào một mình, nhưng từ đầu tới cuối hắn không có cách nào tìm ra câu trả lời. Ngay khi Ô Ma đang hoảng loạn, một chiếc giày chiến sáng bóng dẫm thẳng lên lưng hắn. Cả quá trình cứ tự nhiên như vậy, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người hình như chưa giao đấu, nhưng Ô Ma lại dễ dàng bị đánh bại. Hơn nữa lại còn thua thảm hại. Vào giờ phút này, sao trên trời tản đi, ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng toàn bộ mặt biển. Sóng lớn không còn cuồn cuộn nữa, trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng có con cá nhảy ra khỏi mặt nước. Cảnh tượng vừa nãy giống như chưa từng xảy ra, nhưng lại rất chân thực. Bây giờ, anh cảm thấy thế nào? Người Hoa Quốc không am hiểu trận pháp thật sao? Người Hoa Quốc chỉ là con kiến hôi thôi à? Nói cho tôi biết, ai mới là loài run rế? Tiêu Chính Văn nhếch khóe miệng, nở nụ cười khẩy. Không chờ Ô Ma mở miệng, chân Tiêu Chính Văn đã dùng sức.
rắc rắc, cùng với một âm thanh giòn tan truyền đến, một phút trước Oma còn rất cao ngạo, bây giờ lại đau đến mức uốn cong người, giống như một con tôm lớn, cuộn tròn lại trên mặt đất. Phụt, Oma lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, hai mắt không cam chịu nhìn vào Tiêu Chính Văn. Cậu dám sỉ nhục tôi. Oma vẫn không cam lòng, tức giận gào mồm lên. Chương 1995. Sỉ nhục anh xứng sao? Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Oma, mà đi thẳng về phía sân khấu, vươn tay ra cầm lấy thanh kiếm Tần Vương. Cậu tưởng rằng đánh bại được tôi, thì có thể đoạt lấy kiếm từ tay gia tộc Cai sao? Oma co quắp trên mặt đất, lạnh lùng hét lên. Hắn thực sự không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ nổi. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng chẳng qua chỉ là một cường giả cảnh giới thiên vương, cho dù cảnh giới thiên vương có mạnh hơn nữa, thì đã sao? Dưới cảnh giới thiên thần đều là con kiến, cho dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến cỡ nào, đều không thể sánh bằng cường giả cảnh giới thiên thần. Sở dĩ hắn còn có thể tự tin như vậy, chứng tỏ vẫn còn một cường giả cảnh giới thiên thần trên chiếc thuyền này. Cho dù là thiên thần một sao thì thực lực cũng chắc chắn mạnh đến mức khiến cho Tiêu Chính Văn không thể ngẩng đầu lên. Cướp đồ trắng trợn ư, lúc nãy tôi đã nói rồi, từ xưa thanh kiếm Tần Vương là thanh kiếm của thiên tử Hoa Quốc, gia tộc Cai các ông mới xứng với cái danh là kẻ cướp. Hơn nữa, những lời tôi nói vẫn được tính. Gia tộc Cai không những phải trả lại vũ khí quốc bảo của Hoa Quốc, mà còn phải cúi đầu xin lỗi trước mặt Hoa Quốc. Nếu không, cho dù giết tới Âu Lục, tôi cũng phải san bằng gia tộc Cai. Giọng của Tiêu Chính Văn vang vọng hồi lâu trên mặt biển tĩnh lặng. Oma yếu ớt cầm lấy thanh kiếm dài ở dưới đất, lúc này, xương vai hắn đã bị Tiêu Chính Văn dẫm nát, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Nhưng thầy của hắn sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn tiếp tục ngông cuồng vậy ư? Tiêu Chính Văn đưa tay bắt lấy hộp gỗ, lạnh lùng liếc nhìn ông lão tóc trắng. Đem đi đi, đây là ranh giới cuối cùng của gia tộc Cai chúng tôi. Mặc dù trong ánh mắt của ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng lời nói vẫn vô cùng sắc bén. Đây chính là sự tự tin của 10 gia tộc lớn ở Âu Lục. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn hộp gỗ, lại nhìn qua kiếm của vua Solomon bên cạnh, cười nhạt nói, nghe đồn, thanh kiếm đó là biểu tượng của quyền lực đế quốc Âu Lục. Nếu các ông đã giúp Hoa Quốc chúng tôi bảo quản kiếm Tần Vương mấy trăm năm, vậy thì kiếm của vua Solomon, cứ để ở Hoa Quốc trước đi, các ông cũng không có ý kiến gì chứ. Cái gì? Ông lão tóc trắng không khỏi trợn tròn hai mắt, thanh kiếm này không phải lấy ra để bán đấu giá, đó là biểu tượng của gia tộc Cai, tổ tiên của gia tộc Cai truyền lại, là minh chứng cho việc họ đã theo chân vua Salomon trong các cuộc chinh chiến ở Nam Bắc. Chương 1996. Cậu đang khinh nhờn gia tộc Cai. Ông lão tóc trắng nổi giận, Oma điên tiết, tất cả những vệ sĩ áo đen xung quanh và những cường giả cảnh giới thiên vương ba sao cũng đều phẫn nộ. Nhưng cơn giận của bọn họ, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, vốn không đáng một xu. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn với tay qua, thanh kiếm của vua Solomon đã rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm này bề ngoài nhìn hơi xấu, nhưng để ở trước cửa gác của thiên tử Hoa Quốc để trưng bày, có lẽ nhìn cũng vừa mắt. Tiêu Chính Văn hời hợt nói. Cậu, đó là bảo kiếm của vua Salomon. Nếu cậu dám động đến nó, thì cậu sẽ là kẻ thù của cả gia tộc Cai. Oma cố nén cơn đau ở vết thương, bò từ dưới đất lên, nhưng vừa mới đứng dậy, sau lưng đã chuyển đến một cơn đau thấu tim. Phụt một tiếng, hắn lại quỳ một chân dưới đất, là kẻ thù của cả gia tộc Cai ư, anh đang nói đùa với tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay người lại, một tay cầm lấy thanh kiếm của vua Solomon, vung mạnh tay, một tia sáng lạnh tỏa ra từ thân kiếm. Âu Lục nghĩ tới việc làm lành với Hoa Quốc từ khi nào thế? Với tư cách là người dân Hoa Quốc, kể từ ngày tôi được sinh ra, đã không đội trời chung với toàn bộ Âu Lục rồi. Bạn tốt, chỉ có thể nói với bạn bè, còn các ông vốn là kẻ thù, hận thù sâu hơn thì đã sao chứ? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn lọt vào tai mọi người, vô số ánh mắt hận thù đều dán chặt vào người Tiêu Chính Văn. Nhưng lại không một ai dám tiến lên phía trước. Ông Cừu, gọi điện cho Cano đã đưa chúng ta đến đây, chúng ta về thôi. Tiêu Chính Văn nói với Cửu Viễn Hàng. Hả, Cửu Viễn Hàng cũng bị dọa ngu người. Thanh kiếm của vua Solomon đúng là biểu tượng của gia tộc Cai, mấy trăm năm nay,
có ai dám đoạt lấy thanh bảo kiếm tượng trưng cho sức mạnh và sự chinh phục từ tay gia tộc Cai chứ? Sao hả, nghe không rõ à? Tiêu Chính Văn cau mày. Nghe rõ rồi, tôi sẽ gọi ngay. Cửu Viễn Hàng vội vàng lấy điện thoại ra, đôi tay run rẩy bấm loạn xạ lên các phím số trên điện thoại. Lúc này ông ta thật sự rất sợ hãi. Việc trước mắt bây giờ, đã không còn đơn giản chỉ là lấy lại thanh kiếm Tần Vương, mà đã đắc tội triệt để với gia tộc Cai. Nếu các ông không phục, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn vừa xoay người đi tới bên kia bong tàu, vừa thản nhiên nói. Vào giờ phút này, toàn bộ bong tàu đều yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một. Chương 1997. Ngay cả Tần Vũ cũng nở người ra, một lúc sau, mới hoàn hồn lại, nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi thấy hay là việc này cứ bỏ qua thế đi, lấy thanh kiếm của vua Solomon về cũng chả có lợi gì. Một món đồ trang trí thôi mà, hoa quốc của chúng ta có thêm nó cũng vậy, không có nó cũng đâu có sao. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, vô dụng cỡ nào, cũng có thể dùng để thông bồn cầu mà. Phụt, ô ma tức giận hộc máu tại chỗ. Biểu tượng của gia tộc Cai bọn họ, mà lại bị Tiêu Chính Văn dùng để thông bồn cầu ư. Cho dù là Tiêu Chính Văn cố ý chọc tức bọn họ, nhưng những lời này cũng thật quá đáng. Cậu bạn, cậu muốn lấy thanh kiếm của vua Solomon này về thật sao? Lúc này, từ trong khoang thuyền, truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn về phía khoang thuyền. Quả nhiên, từ lúc lên thuyền, Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được sự tồn tại của người này. Đều là cường giả cảnh giới thiên thần, thực lực của người này, không thể xem thường. Cho dù hai bên đều đang ở cảnh giới thiên thần một sao, nhưng hơi thở của đối phương lại vững vàng hơn. Điều đó cho thấy người này hẳn là một cường giả cảnh giới thiên thần lão làng. Thật ra Tiêu Chính Văn vốn không hề có hứng thú với thanh kiếm của vua Solomon, lý do làm như vậy là muốn thu hút sự chú ý của người này. Thằng danh Hoa Quốc, còn không mau buông thanh kiếm của vua Solomon xuống. Ở trước mặt thầy của tôi, cậu chỉ có thể quỳ xuống bái lạy. Mắt ô ma trừng đến như sắp nứt ra, cố chịu đựng cơn đau, gầm lên một cách điên cuồng. Anh cũng biết đó là thầy của anh, thì liên quan gì tới tôi chứ? Tiêu Chính Văn liên tục cười khẩy, nói. Ngông cuồng, giọng nói trong khoang thuyền lại phát ra, nhưng có thêm mấy phần uy nghiêm. Giọng nói ấy vừa lọt vào tai mọi người, tất cả mọi người đều có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Ngay cả Tần Vũ cũng không ngoại lệ, đây chính là sự khác biệt giữa cường giả cảnh giới thiên thần và những người khác. Cảnh giới thiên thần tuy không phải là thần, nhưng sức mạnh vô biên. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của cường giả cảnh giới thiên thần. Đạt tới cảnh giới thiên thần chính là đường ranh giới ngăn cách với người thường. Chương 1998. Tuổi thọ không những được kéo dài đáng kể, mà ngay cả uy thế cũng không phải người thường có thể chịu đựng được. Một người không dám lộ diện gặp mặt người khác thì có tư cách gì mà ở đây ngông cuồng chứ? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn về phía khoang thuyền, tiếng bước chân ầm ầm vang lên, một đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ trong khoang thuyền. Chỉ thấy ông ta ăn mặc như một quý tộc thời Trung Cổ, trên người còn khoác lên một chiếc áo choàng dài đỏ rực, đôi mắt sáng như ánh sao, sâu thẳm mà uy nghiêm. Ngay lúc ông ta xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người của gia tộc Cai đều đồng loạt quỳ xuống. Kính chào đại nhân Andre, toàn bộ Âu Lục, chỉ có duy nhất một cường giả cảnh giới thiên thần vẫn hoạt động trong giới thế tục là Andre. Hơi thở mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây, đều phải quỳ gối khuất phục. Tôi vốn dĩ không muốn ra tay với một thằng nít danh như cậu, nhưng cậu quá vênh váo, cậu thanh niên, bỏ tín vật của gia tộc Cai xuống. Andre nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Khi Andre vừa dứt lời, cả mặt biển cứ như muốn đảo ngược. Vô số sóng nước đang dâng lên với tốc độ cực nhanh, mực nước biển không ngừng dâng cao, còn chiếc thuyền lại không ngừng chìm xuống. Chẳng mấy chốc, giữa trung tâm biển lớn đã xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Mặc dù trận pháp của Andre trông có vẻ không được khí thế như Oma, thế nhưng chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần mới có thể cảm nhận được gần như từ trường của cả vùng biển đều đã được Andre điều động hết. Điểm chính giữa của vòng xoáy rất nhanh đã hình thành nên một hố đen cực lớn. Xung quanh hố đen, từng tia lửa điện đang đan chéo nhau. Hố đen cực lớn đó giống như muốn nuốt chửng hết tất cả, không ngừng hút xu thuyền về phía trung tâm của nó với lực hút vô cùng mạnh.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người đều sợ khiếp vía, những kẻ nhát gan thậm chí còn bật khóc luôn tại chỗ. Nếu như bị kéo vào trong hố đen thì con thuyền này sẽ vĩnh viễn chìm dưới đáy biển sâu. Thật sự có thể sống sót trở về, e rằng chỉ có mấy người Andre và Omar, những người khác đều sẽ phải chôn mình dưới đáy biển. Lúc này, Omar đắc ý nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đây chính là trận pháp sáng tạo độc đáo của thầy hắn. Nếu như bị hút vào trong hố đen, những người khác thật ra đều sẽ bình an vô sự, chỉ có Tiêu Chính Văn là sẽ bị từ trường bên trong hố đen xé rách vụn chỉ trong nháy mắt. Nguy rồi, thuyền của chúng ta sắp chìm rồi, đều tại thằng danh Hoa Quốc này. Người Hoa Quốc kia, còn không mau buông thanh kiếm của gia tộc Cai xuống. Cậu không muốn sống thì cũng đừng kéo chúng tôi vào chôn chung. Chương 1999. Mấy gã đàn ông da trắng bên cạnh lần lượt đứng dậy chỉ vào Tiêu Chính Văn mà phẫn nộ quát tháo. Dù gì Andre cũng là cường giả cảnh giới thiên thần. Một thiên thần đã đủ để tiêu diệt cả một quốc gia. Với thực lực của ông ta, đừng nói là giết một Tiêu Chính Văn, dù có khiến cả một đất nước diệt vong thì cũng còn dư sức. Chàng trai trẻ, bên dưới cảnh giới thiên thần đều chỉ là tôm tép, cách biệt giữa tôi và cậu đã không thể dùng từ ngữ để hình dung được nữa rồi. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng chống đối làm gì, nếu không cậu sẽ chỉ càng chết đau đớn hơn mà thôi. Trong biểu cảm của Andre còn mang theo một nụ cười đắc ý. Lúc này, một người đàn ông da trắng trong đám người run rẩy đứng dậy, nhấc chiếc ghế bên cạnh lên rồi chậm rãi bước về phía Andre. Hắn là Kavi, thành viên của gia tộc Roman, vốn dĩ hôm nay tới để tham gia đấu giá, ngoài ra cũng nhắm vào kiếm tần vương. Thế nhưng thật không ngờ lại xảy ra biến cố bất ngờ. Đặc biệt khi nhìn thấy du thuyền sắp sửa chìm xuống thì hắn cũng phát hoảng. Do dự hồi lâu, hắn vẫn quyết định lấy thân phận là thành viên gia tộc Roman của mình đến để khuyên nhủ Andre. Mặc dù Tiêu Chính Văn đáng chết, thế nhưng người trên con thuyền này cũng đều vô tội. Thưa ông Andre, tôi, chúng tôi đều là những người vô tội, cầu xin ông đừng khiến con thuyền này chìm xuống đáy biển sâu. Kavi vừa nói vừa lau nước mắt, hắn vẫn còn trẻ, hắn không muốn chết, càng không muốn chết theo cách này. Cậu là cái thá gì, còn dám nhiều lời nữa thì tôi sẽ giết cả cậu luôn, cút. Không đợi Andre lên tiếng, Omar đã lạnh lùng quát tháo. Bị Omar mắng chửi, Kavi cũng sững người, khóe miệng mấp máy mấy lần, thế nhưng tới cuối cùng vẫn không dám lên tiếng nói thêm gì nữa. Dù là gia tộc Roman thì căn bản cũng không có cách nào đấu lại Andre. Dù gì không phải gia tộc nào cũng đều có cường giả ở cảnh giới thiên thần chấn giữ. Một gia tộc nhỏ bé giống như gia tộc Roman, nhiều nhất cũng chỉ có một cường giả cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Thế nhưng so với cường giả cảnh giới thiên thần, cường giả thiên vương địa cấp 3 sao thật sự chỉ là loại run rế trong run rế. Gia tộc Roman của mấy người mà cũng có tư cách dạy Andre tôi làm gì à? Ai đáng chết, ai vô tội là chuyện mà cậu có thể tùy tiện nói hay sao? Andre nói xong thì giơ tay chỉ lên, chỉ một lần chỉ tay, một tia sáng màu trắng lóe ra từ đầu ngón tay của Andre, cơ thể của Kavi khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã hóa thành một đống thịt vụn. Vốn dĩ Andre không định ra tay với người khác. Thế nhưng mọi hành động của Tiêu Chính Văn ngày hôm nay quả thực đã chọc giận ông ta. Cậu thanh niên Hoa Quốc mới hơn 20 tuổi lại dám cướp đi thánh vật của gia tộc Cai ngay trước mặt mọi người. Chương 2000. Điều này rõ ràng chính là đang coi thường ông ta, cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất của Âu Lục vẫn nghênh ngang giữa chốn thế tục. Andre không chỉ là thành viên của gia tộc Cai mà cũng chính là sứ giả hòa bình của cả Âu Lục. Bởi vì có một cường giả ở cảnh giới thiên thần như ông ta nên mấy chục năm trở lại đây Âu Lục mới không xảy ra đại chiến thêm lần nào nữa. Ban nãy tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ mang thanh kiếm này trở về Long Kinh để giao lại cho thiên tử, thứ mà tôi đã muốn lấy thì không một ai có thể ngăn cản được, dù có là ông thì cũng không được. Tiêu Chính Văn khẽ lắc ngón tay về phía Andre. Lúc này, trong lòng Tần Vũ đã rối rắm và hoang mang lắm rồi. Mặc dù Tiêu Chính Văn cũng ở cảnh giới thiên thần, thế nhưng vấn đề là Tiêu Chính Văn mới đột phá được bao lâu. Andre là cường giả thiên thần kỳ cựu đã đột phá lên cảnh giới này từ mấy chục năm trước. Mặc dù hai người có cảnh giới tương đương nhau, thế nhưng thực lực vẫn còn cách biệt rất lớn. Đây giống như một người thầy lão làng đã luyện võ thuật mấy chục năm và một cậu thanh niên vừa mới bắt đầu luyện võ. Hai người đều biết võ thuật,
thế nhưng sự lý giải, vận dụng và kinh nghiệm thực chiến trong võ thuật đều có cách biệt rất lớn. Cậu Tiêu, hay là cậu trả cho bọn chúng thanh kiếm của vua Solomon đi? Tần Vũ nhỏ tiếng khuyên Tiêu Chính Văn. Trả ư, không dễ vậy đâu, hơn nữa chỉ là một trận pháp nhỏ thôi mà, điều động tinh thần đại hải tôi còn chẳng sợ, một lực từ trường còn con mà phải khiến tôi sợ ông ta hay sao? Tiêu Chính Văn cầm thanh kiếm của vua Solomon trong tay, lạnh lùng cười nói. Bất luận là cảnh giới thiên thần hay cảnh giới thiên vương, chỉ cần là trận pháp thì đều sẽ có hai dạng. Một dạng là thông qua điều động từ trường cơ thể để khơi dậy từ trường trong vũ trụ, hình thành thế tiến công. Một dạng khác là điều động từ trường sẵn có trong tự nhiên. Mà cái thứ hai có biến số quá nhiều, hơn nữa cũng chỉ có thể sử dụng từ trường trên trái đất. Thế nhưng vũ trụ ngoài kia bao la tới mức nào? Chỉ trận pháp có thể ảnh hưởng tới điện cực vũ trụ mới có thể biến từ trường cường đại trong vũ trụ trở thành công cụ của mình. Vậy nên trận pháp của Andre chỉ là tăng thêm mấy trăm nghìn lần về uy lực. Thế nhưng bản chất lại y hệt với trận pháp mà Oma thể hiện ra ban nãy, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Tiêu Chính Văn tự tin tới thế. Có điều, trong mắt những người khác, đây đâu phải sự tự tin của Tiêu Chính Văn, rõ ràng là vô cùng ngu xuẩn. Giao nộp thanh kiếm của vua Solomon thì có thể giữ được mạng sống, chuyện tốt như vậy rồi còn muốn sao nữa. Thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn khăng khăng từ chối. Hừ, dù Trương Đạo Linh có đích thân tới thì cũng không dám tỏ ra điên cuồng như vậy ở trước mặt tôi, một thằng nít danh như cậu thì có tư cách gì để nói mấy lời ngạo mạn như thế ở trước mặt tôi chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.